Bạn còn nhớ hương vị của mùa hè lớp 12 cùng lũ bạn năm ấy không? Trước khi bước vào độ tuổi trưởng thành, ai cũng từng cất giữ trong mình rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả của một thời mới lớn. Nhóm bạn này cùng nhau lớn lên trong một thị trấn nhỏ. Khi ấy họ hồn nhiên vui tươi, chưa toan tính nhiều về tương lai. Trong ký ức của mỗi người chỉ có niềm vui của những ngày trốn học, đi chơi net hay là tụ tập ở một nhà đứa nào đó. Rất nhanh đám trẻ đã lên lớp 12, đây là quãng thời gian quan trọng nhất để quyết định chúng sẽ là ai sau này. Địa cầu nổi tiếng là người ham chơi lười học nhất nhóm. Vệ tinh là người đam mê với vũ đạo, được bố mẹ lén đính hôn với địa cầu từ nhỏ. Địa cầu ở cùng bố mẹ và một cậu bạn em họ vì bố mẹ em họ thường xuyên không có nhà. Giàu có nhất chính là hàn soái bố cậu, chính là ông chủ nổi tiếng vùng này. Nhưng ông ấy lại không có một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Bố mẹ không sống với nhau nên hàn soái đã định sau khi tốt nghiệp sẽ qua nước ngoài du học. Học dốt nhất nhóm là địa cầu, còn người học giỏi nhất chính là Văn Khả. Nhà cậu có một tiệm sách, bảo sao lại học không giỏi chứ. Năm ấy có trận thế vận hội lớn nên họ cùng nhau tụ họp tại nhà địa cầu cùng xem. Năm học lớp 12 đến, thiên sứ vệ tinh phát sữa đậu nành cho các bạn. Quách Đình cằn nhằn vì bố mẹ cứ suốt ngày cằn nhằn đau hết cả đầu. Địa cầu hiểu chuyện nhắc nhở em họ không được nói về bố mình như vậy. Dù sao thì họ cũng có nỗi khổ riêng, để nuôi lớn một đứa nhỏ không phải là chuyện dễ dàng gì. Năm nay tất cả mọi người đã vào 12 rồi, đây là thời gian quan trọng của cuộc đời mỗi người. Thầy Dương theo phương châm học là chính vui là 10. Chỉ cần học sinh vui vẻ, còn lại điểm số không phải là vấn đề quan trọng. Cô Trần không đồng ý với quan điểm đó. Cô cho rằng thời gian này vui hay không cũng không quan trọng bằng việc đỗ đại học. Tại sao hai người lại có quan điểm trái chiều như vậy thì nhìn vào điểm số cũng có thể hiểu. Thầy Dương là chủ nhiệm lớp A4, học sinh lớp này chỉ biết mải mê chơi bời. Dù đã tới lúc cần chuyên tâm học hành rồi nhưng họ vẫn chỉ biết chơi đùa. Trái ngược lại, lớp A một lúc nào cũng im ắng vì học sinh còn đang bận giải đề. Vệ tinh có niềm đam mê với múa nên đã hỏi ý kiến của cô Trần. Cô Trần nói nếu như cô bé theo múa quả là quá tiếc cho một nhân tài. Vì dù sao kết quả học tập của cô cũng khá ổn, có thể thi được vào đại học trọng điểm. Nếu thi vào đại học trọng điểm sẽ tốt hơn cho tương lai của cô bé. Tại nhà sách sử tại địa cầu tìm đáp án để thi thử để chép văn. Vệ tinh vẫn muốn theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Mặc dù từ nhỏ tới giờ kết quả học tập của cô có tốt nhưng cô không thích cái gì khác ngoài múa. Cô có niềm đam mê với múa như vậy cũng bởi vì khi nhỏ hai mẹ con vệ tinh từng cùng nhau nhảy múa trên bãi biển. Nhưng mà mẹ đã bỏ cô đi mãi mãi, khiến vệ tinh muốn dùng nghệ thuật để lưu giữ kỷ niệm cùng mẹ. Thật sự nghĩ về dự định tương lai khiến vệ tinh vô cùng khó xử. Vệ tinh rủ Quách Đình trốn địa cầu đi tìm lớp ôn thi năng khiếu. Nhưng vừa vào căn phòng họ đã thấy thầy giáo ở đây thật là thiếu chuyên nghiệp. Cộng thêm học phí đắt đỏ hơn mặt bằng chung nên họ bỏ về. Thấy hai đứa đáng yêu nên một nhóm côn đồ đã tiến lại gần trêu đùa. Văn Văn đi qua thấy hai bạn bị bắt nạt thì tiến tới giải vây. Cô chê đám côn đồ này xấu như ma cấu mà cứ đòi tranh đấu. Một đám côn đồ khác đã đi tới, Văn Văn liền nghĩ ra chiêu khác để dẫn hai bạn rời đi. Địa cầu chờ sẵn trong phòng Đình Đình để tra hỏi cô đi đâu với vệ tinh. Đình Đình không còn giấu nữa mà khai thật hôm nay mình đi đâu với vệ tinh. Địa cầu nghe vậy thì có chút trầm tư. Bên này vệ tinh đang ngồi giặt giày thì bố cô đi vào bảo con gái hãy ngủ sớm đi, mai còn đi học. Địa cầu đến nói với chú vệ chuyện cô ấy đang tìm lớp học múa để thi năng khiếu vào học viện múa chuyên nghiệp. Bố vệ tinh nghe thấy vậy liền cùng địa cầu đi xin học cho vệ tinh. Đây là một lớp năng khiếu nổi tiếng nhất vùng này. Tuy nhiên cô lục từ chối vì lớp đã đủ 5 người. Nếu như nhận tràn lan, cô sợ mình sẽ không theo sát được học sinh, như vậy rất khó đậu đại học. Địa cầu nghĩ ra một cách, đó là cùng các bạn quay lại cảnh vệ tinh tập múa. Sau đó cả đám đi tìm cô lục năn nỉ cô xem đoạn video họ đã quay được. Thực sự vệ tinh rất có tiềm năng, bỏ lỡ xem chừng rất phí. Cô lục vừa xem đoạn video thì nhận ra người quen. Mẹ cô bé từng là một đàn chị mà cô lục vô cùng thần tượng. Đám bạn đến tìm vệ tinh báo cho cô nghe tin tốt này. Nhưng vệ tinh không mấy vui vì cô đã từ bỏ ước mơ này rồi. Nhà có hai bố con mà học phí đắt đỏ, cô sợ sẽ là gánh nặng của bố. Cô không muốn để bố phải vất vả thêm nữa. Địa cầu bảo vệ tinh thử trò chuyện nhiều hơn với bố mình đi. Hai người thực sự luôn hướng về nhau nhưng lại không chịu mở lời. Chú vệ đi uống rượu say nên đã gọi con gái tới đón. Trên đường về, vệ tinh trò chuyện với bố về cuộc thi năng khiếu. Ông mong con gái sẽ can đảm theo đuổi ước mơ của mình vì đời người chỉ sống có một lần. Ông không muốn con gái mới 18 tuổi đã phải nghĩ về cơm áo gạo tiền để gánh vác gia đình. Hôm sau, chú vệ tặng vệ tinh một đôi giày mới và cổ vũ cô hãy theo đuổi ước mơ của mình đi. Vệ tinh đã tới lớp học múa, cô lục rất vui vì nhờ có vệ tinh mà mình có cơ hội được trông thấy bóng dáng của thần tượng quá cố. Vệ tinh vô cùng hạnh phúc khi được mọi người ủng hộ theo đuổi ước mơ nhỏ này. Cô hứa với bản thân rằng mình sẽ vươn lên top đầu trong kỳ thi năng khiếu sắp tới. Rất nhanh, kỳ thi thử đầu tiên của trường đã có kết quả trên. Địa cầu tự tin bản lĩnh của mình đủ vượt qua vị trí đứng nhất từ dưới lên. Vệ tinh cổ vũ cậu hãy cố gắng học hành để vào được đại học. Con đường học tập sau này nếu có gì khó khăn thì cứ hỏi mình. Địa cầu vì để bản thân yên lòng nên đã nói không phải vấn đề mình sẽ đỗ đại học danh giá. Cô lục khuyên vệ tinh hãy thi vào trường năng khiếu trên thành phố Bắc Kinh. Cô lục thực sự rất tin tưởng vào khả năng của cô học trò nhỏ này. Thấy Văn Khả Văn Văn gạ cậu nghe nhạc cùng dưới ánh nắng, ánh mắt của Văn Khả chỉ hướng về cô bạn cùng lớp. Địa cầu thấy mẹ mời vệ tinh tới dạy kèm cho mình thì vô cùng thích thú. Được grad ôn bài cho thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ. Văn Văn đang ở nhà bị mẹ trách mắng vì kết quả thi thử không tốt. Bà mẹ lại mang cái Văn con nhà người ta ra để làm đau con gái. Vệ tinh dù thi năng khiếu nhưng vẫn đứng thứ hai toàn khối.
Văn Văn chỉ có học thôi, tại sao lại không thi được tốt như cô ấy chứ? Ác hơn là mẹ bắt Văn Văn phải chép phạt những câu đã sai mỗi câu 10 lần. Chép đến khi nào không sai nữa thì mới được dừng lại, nếu như không xong thì đừng hòng đi ngủ. Cả nhà Văn Văn ai cũng áp lực lên cô bé, thậm chí cả bà của cô cũng không tha. Mẹ Văn Văn nói dối rằng cô học rất tốt, thi thử được điểm cao chắc chắn trong kỳ thi sắp tới sẽ đứng đầu cả nước. Văn Văn mỗi lần căng thẳng như vậy chỉ có thể vào nhà vệ sinh giải tỏa mà thôi. Ngoài trời mưa lớn, địa cầu nhìn cô bạn thân bước vào phòng mà ngơ người. Trước khi học cậu còn thể hiện tài lẻ của mình, ai dè lại ném trúng đầu cô bạn. Vệ tinh bất ngờ mất điện, địa cầu sợ hãi ôm chặt vệ tinh, đúng lúc bố mẹ cậu ấy vào họ liền rút lẹ. Còn dặn nhau thắp hương cảm tạ tổ tiên cho vệ tinh yêu quý thằng con ngu dốt của mình. Đang kèm nhau học thì ở đâu một đám mặt giặc xông vào phòng phá đám. Địa cầu hạ tôn giọng bảo mấy bạn về đi cho mình còn tập trung học nào. Thế nhưng họ không về, còn rủ nhau ngủ lại nhà địa cầu như hồi nhỏ. Địa cầu thích đánh đấm nên ước rằng mình có thể trở thành một anh hùng. Anh sẽ giải cứu tất cả những người bị kẻ xấu bắt nạt, nhưng do hiện thực tàn nhẫn cậu đành rửa tay gác kiếm. Vệ tinh cho rằng anh hùng hiện đại đâu nhất thiết cầm kiếm. Địa cầu có thể trở thành một phóng viên bảo vệ sự thật. Đình Đình ước mai sau làm ca sĩ vừa nhảy vừa hát. Văn Khả mong có thể làm việc liên quan đến văn học. Hàn Soái kế thừa công ty của bố trở thành Bill Gates thứ hai. Còn vệ tinh chỉ cần múa cho thỏa đam mê. Anh em địa cầu mời Văn Khả ăn xúc xích để dụ cậu ấy cho chép bài. Nhìn các bạn vô tư, Văn Văn càng tủi thân. Sang chơi nhà vệ tinh, Đình Đình thân vẫn cần một chàng nam chính giống trong chuyện cho cô nếm trải vị ngọt đắng của tình yêu. Cô hỏi vệ tinh có nhiều người yêu mến, liệu đã động lòng trước ai chưa. Vệ tinh cho biết mình không có thời gian nghĩ đến việc đó, chỉ muốn học múa tốt để thi vào học viện nghệ thuật Bắc Kinh. Đọc văn của vệ tinh, Đình Đình xin cô bạn thân thử viết tiểu thuyết cho cô đọc. Vệ tinh đành đồng ý với điều kiện Đình Đình phải học thuộc bài văn ngay tại đây. Đình Đình đi về gặp Hàn Soái, cậu ấy đột nhiên khen tóc mái của cô bạn xinh vừa đủ khoe lên gương mặt tròn của Đình Đình. Thực hiện lời hứa với Đình Đình, vệ tinh dành thời gian rảnh trên lớp để lén viết tiểu thuyết. Các bạn tưởng cô đang tổng hợp lỗi sai nên sang mượn. Văn Văn đến nhận quyển sổ là của mình, nhờ vệ tinh tổng hợp lỗi sai giúp hết giờ học cậu ấy trả lại cho vệ tinh. Cô nói với Văn Khả rằng Văn Văn ngoài lạnh trong nóng từng giúp đỡ mình nhiều lần. Được bố mua cho váy mới, Đình Đình đặc biệt trình diễn cho ba cậu bạn chiêm ngưỡng. Cô hoàn thành nhiệm vụ làm nền cho nữ thần vệ tinh. Ai cũng khen vệ tinh, còn cười vì Đình Đình trang điểm giống như mông khỉ. Biết cô bạn bị chọc mất vui, vệ tinh đến tặng Đình Đình ba chương tiểu thuyết mình viết. Đình Đình tặng vệ tinh chiếc váy trắng vì cảm thấy mình mặc không đẹp. Lên lớp, thầy Dương giới thiệu Minh Vĩ là bạn học mới chuyển đến. Cậu ấy rụt rè đến nỗi không dám giới thiệu bản thân với bạn học. Gặp Minh Vĩ ngoài hành lang, địa cầu rủ đi chơi bóng nhưng cậu ấy từ chối. Chủ nhiệm tưởng thông báo với các giáo viên về chương trình tìm kiếm top 10 ca sĩ học đường để kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Ban tổ chức đòi hỏi mỗi lớp ít nhất một học sinh tham gia. Địa cầu biết tin liền rủ Hàn Soái và Nhất Ca thành lập nhóm nhạc nam. Bên lớp A10 không bạn nào muốn tham gia, tránh lãng phí thời gian học. Tụ tập ở nhà vệ tinh, địa cầu cùng Hàn Soái say mê tập đàn guitar chuẩn bị cho cuộc thi. Vệ tinh giải thích nhạc phổ nhưng họ không nghe, cô liền đuổi họ ra khỏi nhà tránh điếc tai. Bố Hàn Soái đến quán kim chi của vợ cũ đòi ăn cơm đúng lúc con trai về nhà. Thấy vợ cũ dọn mâm cơm đầy cho con, ông vội chạy lại ăn ké vì rất nhớ hương vị gia đình. Vô tình nhìn thấy danh sách đăng ký cuộc thi ca hát, Hàn Soái gọi Đình Đình ra chất vấn. Thì ra cô muốn tham gia nên đã lén đăng ký hát đôi cùng Hàn Soái khi chưa được sự cho phép của anh. Cũng là guitar nhưng rơi vào tay địa cầu liền phát ra âm thanh lạ lắm. Đình Đình gạ họ thành lập nhóm cùng mình nhưng Hàn Soái một mực phản đối. Nhìn hai cậu bạn bất lực với cây đàn, vệ tinh ngỏ ý giúp họ học nhạc phổ. Trên lớp A1 vẫn không ai đăng ký thi hát, Văn Khả liền đăng ký hộ vệ tinh để giải vây cho Văn Văn. Đi học về, Văn Văn cảm thấy bị theo dõi, thấy cô sợ hãi, Văn Khả xuất hiện liền ôm chặt cô. Anh soi đèn pin đưa Văn Văn về, còn tặng cô cuốn sách khảo cổ mới mà bố mới nhập về. Văn Khả khuyên Văn Văn nếu thích khảo cổ thì hãy theo đuổi. Thế nhưng mẹ Văn Văn lại không hiểu con gái sẽ mắng cô nếu dám mua sách khảo cổ. Biết Văn Văn hát hay, Văn Khả hỏi cô tại sao không đăng ký thi hát. Văn Văn cho biết các bạn đều luôn coi mình là mọt sách. Nếu thấy cô đứng trên sân khấu hát hò thì chắc chắn sẽ cười nhạo. Văn Khả khẳng định mình sẽ dõi theo và là người đầu tiên vỗ tay cổ vũ cô. Văn Khả thừa nhận mình đã lén đăng ký thi hát cho Văn Văn. Trong lúc đó, địa cầu ca cầm tay mình như móng gà gảy đàn mà run lẩy bẩy. Vệ tinh kiên nhẫn ở bên hướng dẫn, thì ra cô nhờ người bạn ở lớp học múa hướng dẫn đàn và đọc nhạc phổ. Cuối cùng cuộc thi tìm kiếm top 10 ca sĩ học đường cũng đến. Nhóm nhạc nam của địa cầu khiến mọi người rất bất ngờ. Đến tiết mục tiếp theo, Đình Đình đành ra biểu diễn một mình vì Hàn Soái không nhận lời hát cùng. Sợ Đình Đình mất mặt, Hàn Soái quyết định chạy ra đồng hành cùng cô bạn thân. Trong phòng chờ, Văn Văn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Văn Khả nói sẽ biểu diễn cùng vệ tinh thay Văn Văn, anh xin lỗi đã tự ý đăng ký thay Văn Văn. Ánh đèn sân khấu chợt tắt phản chiếu ánh sáng lên hai cô gái xinh đẹp. Văn Văn dũng cảm đứng trên sân khấu thể hiện tài năng. Mọi người chúc mừng tiết mục của Văn Văn và vệ tinh giành hạng nhất. Địa cầu rủ đám bạn lần sau đi hát karaoke do Hàn Soái trả tiền. Về nhà, bố Văn Văn chúc mừng con gái giành hạng nhất. Tuy nhiên, mẹ cô cho rằng con gái nên dành thời gian làm thêm vài đề thi. Chuông đồng hồ báo thức reo lúc 4 giờ sáng, tưởng dạy học, ai ngờ địa cầu và Hàn Soái thu hoạch nông trại. Hàn Soái xuống nhà phát hiện chiếc quần lót của đàn ông treo ở đầu giường trong phòng mẹ. Anh than thở với cậu bạn thân rằng mẹ mình có người tình mới. Nhân dịp cuối tuần, đám bạn quyết định cùng nhau đi truy tìm người tình của mẹ Hàn Soái. Tôi tự hỏi cặp kính đen của họ có tác dụng gì trong việc che giấu danh tính. Họ bám theo mẹ Hàn Soái từ quán mỹ phẩm đến tiệm trà, hết cả ngày cũng chỉ thấy mẹ Hàn Soái gặp một cô bạn.
Các bạn đều khuyên Hàn Soái nghĩ thoáng hơn vì dù sao bố mẹ cậu cũng đã ly hôn được vài năm. Lên lớp, thầy Dương thông báo nhà trường mở lớp tự học buổi tối. Địa Cầu rủ Hàn Soái nhân cơ hội tự học sẽ đi thư giãn. Về khoe với bố mẹ, Địa Cầu tự nhận bản thân từng nghịch ngợm, nhưng nay đã ý thức được trách nhiệm bản thân nên sẽ nỗ lực trong lớp buổi tối. Thế nhưng vào buổi học đầu tiên, Địa Cầu đã rủ đám bạn trốn đi chơi game. Anh nhận lời thách đấu đơn với một đối thủ. Ai ngờ người khiến vua bắn tỉa như Địa Cầu phải chịu thua chính là thầy Dương. Xử lý đám học trò, thầy Dương bắt mỗi người viết bản kiểm điểm. Nếu nước đến chân còn không chịu nhảy thì đừng trách thầy vô tình. Hàn Soái định khoe với bố chuyện mẹ có người tình mới. Thế nhưng ông chỉ mãi bận bịu với công việc rồi ném tiền cho con trai tự ăn tối. Dù Địa Cầu ăn cùng Hàn Soái, tâm sự chỉ muốn là đứa con trong gia đình bình thường như Địa Cầu. Anh lo mẹ có người mới sẽ không quan tâm đến bố con mình nữa. Nghe tin tiết thể dục sẽ đổi thành tự học, Địa Cầu kêu gọi các bạn viết thư phản đối. Họ thách đấu bóng rổ với giáo viên, nếu thắng phải trả lại tiết học thể dục. Hiếm khi mới thấy học trò dũng cảm, thầy Dương đề xuất với chủ nhiệm nhận lời thách đấu. Tuy nhiên ngoài Địa Cầu và Hàn Soái thì các bạn trong lớp đều muốn bỏ cuộc vì lo học. Địa Cầu đành nhờ Văn Khả giúp sức nhưng vẫn không đủ người. Hàn Soái khoe đã thuyết phục được Nhất Ca và Trịnh Khải tham gia thi đấu. Đến cuộc thi, Địa Cầu xuất sắc ghi điểm số đầu tiên. Các thầy không chịu thua liền theo sát, thậm chí còn dẫn trước vài điểm. Địa Cầu cùng các bạn sốc lại tinh thần trong hiệp đấu tiếp theo, chỉ còn trái bóng cuối cùng quyết định điểm số. Thầy Dương cố tình phát bóng trượt giúp đám học trò một tay, thầy tuyên bố trả lại tiết thể dục khiến cả lớp A4 vỡ òa. Ngược lại lớp A1 chẳng mấy bạn giơ tay đăng ký học thể dục. Hàn Soái phơi quần áo lại nhìn thấy chiếc quần lót của gã người tình. Trong lúc đó bố cậu đang xin lỗi vợ cũ vì đêm hôm trước đã hơi quá chén. Nghe hết mọi chuyện, Hàn Soái chạy vào trách bố mẹ khiến mình sầu não cả tuần vì chiếc quần lót của bố. Tâm sự với Địa Cầu, Hàn Soái cho biết khi cậu mới 8 tuổi bố mẹ đã ly hôn, không nghĩ đến cảm nhận của con, giờ muốn quay lại cũng giấu giếm mình. Nếu không nhờ Địa Cầu kéo lại thì giờ cậu đã bị bắt vào trại giáo dưỡng. Nghe mẹ hỏi còn giận bà không, Hàn Soái thổ lộ đã nghĩ thông suốt. Cậu không muốn can thiệp vào chuyện của người lớn nhưng cậu tin bố mẹ đều muốn tốt cho mình. Hàn Soái nhìn chằm chằm cậu bạn học mới vì cảm thấy Minh Vĩ có gì đó sai sai. Nhất Ca chạy lại, Ca Cẩm ngồi bên cạnh Minh Vĩ rất căng thẳng. Hàn Soái kể sáng nay gặp Minh Vĩ giúp cô giao hàng cho quán kim chi của mẹ mình. Lạ cái vừa lên lớp 12 Minh Vĩ không ở quê ôn thi lại chạy đến tận nhà cô ở. Các bạn trong lớp đồn nhau nhà Minh Vĩ mở sạp bán cá, họ phân tích đôi giày của Minh Vĩ đi cũng là hàng nhái. Minh Vĩ ở ngoài nghe thấy liền tức giận chất vấn gia cảnh nhà mình liên quan gì đến bạn. Hàn Soái vội thanh minh không phải mình tung tin đồn. Không may làm đổ cặp của Minh Vĩ, sách vở cùng vài mẩu bánh mì rơi ra. Minh Vĩ phát hỏa không nghe lời giải thích của các bạn. Hàn Soái tức tối vì Minh Vĩ hiểu lầm mình kỳ thị người bán cá. Vệ tinh cho rằng vấn đề nằm ở cách giao tiếp nóng nảy của con trai. Nếu cậu ấy chưa muốn giao tiếp thì đừng nên cưỡng ép, vì Minh Vĩ nói thì mọi người lại tức giận. Trong tiết toán, thầy gọi Đình Đình giải bài tập, cô chọn phương án B theo quy tắc 3 ngắn 1 dài thì chọn câu dài nhất. Nghe thầy hỏi nếu câu dài ngang nhau thì sao, Đình Đình cho biết khi do dự sẽ chọn C. Vào buổi diễn tập động đất, Minh Vĩ tỏ ra rất sợ hãi, Địa Cầu và Hàn Soái hỏi thăm nhưng bị cậu ấy đẩy ra. Lo lắng cho Minh Vĩ, Địa Cầu quyết định báo với thầy Dương chuyện. Minh Vĩ mang theo lương thực kèm đèn pin khẩn cấp trong cặp. Lúc diễn tập động đất cậu ấy thực sự hoảng loạn, thì ra gia đình Minh Vĩ ở Vấn Xuyên đã xảy ra động đất. Bố mẹ anh cũng không may gặp nạn, cậu bạn đã đồn nhà Minh Vĩ mở sạp bán cá đến xin lỗi. Anh ta khoe cả trường đã biết nhà Minh Vĩ gặp nạn ở Vấn Xuyên. Tưởng Hàn Soái tung tin khiến các bạn thương hại mình. Minh Vĩ định đánh Hàn Soái, Đình Đình vội nhận do mình nói. Tâm sự với vệ tinh, Đình Đình tự trách không giữ miệng gây ảnh hưởng đến Minh Vĩ. Vệ tinh cho rằng Đình Đình là một cô gái hướng nội, luôn vui vẻ tỏa sáng như ngôi sao trên trời. Còn chuyện Minh Vĩ hãy từ từ nghĩ cách bù đắp sai lầm là được. Ba cậu bạn lại được triệu tập để chiêm ngưỡng diện mạo của Đình Đình trong bộ váy do vệ tinh chuẩn bị. Muốn Đình Đình vui vẻ, họ đều tỏ ra đắm đuối trước vẻ đẹp hút hồn của cô bạn. Hàn Soái kể vừa thấy Minh Vĩ giao rau cho cô mà quên mang tiền lẻ trả lại. Cậu ngỏ ý không cần nhưng Minh Vĩ liền tức giận. Văn Khả khuyên các bạn nên đổi cách xoa dịu Minh Vĩ. Trong buổi phát thanh do Đình Đình phụ trách, cô tặng Minh Vĩ một bài hát chữa lành. Thay vì cảm động, Minh Vĩ phi như bay đến phòng phát thanh bắt Đình Đình tắt đi. Địa Cầu chạy lại can ngăn, không may vấp chân tạo ra thế cầu xin. Thầy Dương phạt bốn học trò nắm tay nhau làm hòa. Đình Đình nhớ lại cảnh Hàn Soái đỡ cô khiến trái tim rung rinh. Đợi thầy Dương đi học, vệ tinh và Văn Khả mang nước cho nhóm bạn uống. Minh Vĩ vẫn nghiêm túc chấp hành hình phạt của thầy Dương. Dù không hiểu tại sao Minh Vĩ tức giận nhưng Địa Cầu vẫn thay mặt mọi người xin lỗi cậu ấy, nhưng Minh Vĩ phớt lờ rồi bỏ đi. Địa Cầu đến gặp thầy Dương vì thực sự không hiểu nổi thái độ của Minh Vĩ. Thầy Dương kể gia đình mình nghèo nên rất khó khăn trong 4 năm đại học. Các bạn rất tốt, nhà trường quan tâm còn dành học bổng phát thẻ cơm giảm giá cho thầy. Nhưng mỗi lần đến nhà ăn rút chiếc thẻ tình thương ra, các bạn đều theo bản năng dành cho thầy sự thương hại, bắt thầy bị đối xử khác với mọi người. Sau đó thầy thà nhịn đói cũng không đến ăn cơm. Sự thương hại quá mức không phải là cách quan tâm tốt nhất. Nghe chuyện, vệ tinh cho rằng sự quan tâm của các bạn khiến Minh Vĩ cảm thấy lạc lõng. Văn Khả nhớ trong sách từng nói nên dành cho người bị tổn thương một thái độ bình đẳng chân thành. Địa Cầu lên kế hoạch đến nhà Minh Vĩ xin lỗi, nhìn Minh Vĩ thừa thẫn trước di ảnh của bố mẹ cô, Đỗ Quyên thương xót cháu trai. Cô khoe thầy Dương gọi điện đến báo chuyện Minh Vĩ đánh nhau với bạn. Cô khuyên cháu trai phải tạo quan hệ tốt với bạn bè. Minh Vĩ lại nằm mơ về trận động đất đã cướp đi bố mẹ anh. Nhóm Địa Cầu đến hỏi cô Quyên địa chỉ nhà để đến thăm Minh Vĩ. Cô cho biết cậu ấy đã tới Biển Bạc để tiễn đưa bố mẹ tròn 100 ngày mất. Dưới trời mưa, Minh Vĩ đơn độc quỳ xuống gửi lời chào đến bố mẹ.
nhóm bạn đột nhiên kéo tới Cheo khiến Minh Vĩ rất cảm động. Từ sau khi động lòng với Hàn Soái, Đình Đình thường nhìn trộm cậu ấy. Cô nũng nịu hỏi Hàn Soái là gì của mình, Hàn Soái thẳng thắn đáp là bố Đình Đình. Tên côn đồ tóc dài lại chặn đường vệ tinh đòi tỏ tình, cô lao công xuất hiện kịp thời giải cứu vệ tinh. Cô muốn giấu địa cầu nhưng đúng lúc cậu ấy đến nhà chơi. Đình Đình không nhịn nổi liền khoe vệ tinh bị người khác bắt nạt. Địa cầu bình thường bình tĩnh nhưng trước chuyện của vệ tinh cậu không kiềm chế nổi. Hàn Soái khuyên địa cầu đừng kích động, phải lên kế sách tránh bị thương. Hôm sau địa cầu chủ động hiến thân cho đám côn đồ bắt nạt. Hàn Soái từ xa đã quay lại làm bằng chứng, cuối cùng vẫn không tránh khỏi trận ẩu đả. Biết mùi lợi hại của địa cầu, ba tên lưu manh xin lỗi chị dâu vệ tinh, cô cảm ơn và rủ địa cầu về nhà bôi thuốc. Trước ngưỡng cửa đại học, Hàn Soái tỏ ra vô tâm vì dự định ra nước ngoài du học. Vệ tinh không sợ thi nhưng không thích việc người lớn coi việc thi trượt là chấm dứt tương lai của một học sinh. Cô hỏi địa cầu muốn làm gì trước khi thi đại học, cậu liền rủ Hàn Soái đi chơi game. Vệ tinh và Văn Khả vẫn miệt mài giải đề, còn Đình Đình đọc nhiều chuyện ở hiệu sách. Nghe Hàn Soái kêu đường xá bụi mù mịt, Văn Khả cho biết chính quyền cho bịt hang ở cuối phố. Địa cầu nhớ hồi nhỏ mình từng lén ném bài kiểm tra vào hang động đó. Phụ huynh mỗi người đều bịa ra một câu chuyện thần bí bên trong hang động để đe dọa tụi nhỏ. Họ từng hứa khi lớn lên sẽ vào đó xem thử, đây là lúc thực hiện ước hẹn nhưng mọi người đều bỏ về. Mình địa cầu đành lực bất tòng tâm. Về nhà, địa cầu tìm thấy những bức vẽ tiêu diệt quái thú của mình hồi nhỏ. Hàn Soái nằm mơ bị Ơn Cha Man giữ lại trong hang động, vừa tỉnh mộng thì thấy địa cầu đeo mặt nạ của Ơn Cha Man. Không rủ được Hàn Soái, địa cầu quyết định xông vào hang động một mình. Nhóm bạn lo lắng đến hang động tìm địa cầu, họ rón rén bước vào. Đột nhiên nghe tiếng nhạc khiến vệ tinh nhớ về câu chuyện người phụ nữ biết nhảy hay bắt người mà mẹ kể. Thì ra là hộp nhạc hồi nhỏ của vệ tinh, họ còn tìm thấy rất nhiều đồ chơi hồi nhỏ. Đi thẳng ra sau hang động là biển rộng bao la, địa cầu cũng đang ở đó. Họ cùng hét lớn rằng lớp 12 ơi, chúng tôi đến đây mong rằng mọi ước nguyện đều thành hiện thực. Qua lần trải nghiệm này, vệ tinh nhận ra nhiều việc nếu chỉ nghe bố mẹ kể thì sẽ không biết sự thật, luôn xảy ra sự cố. Nhưng quan trọng mình luôn có người đồng hành và đứng ở sau bảo vệ. Sáng sớm địa cầu đã vừa chạy vừa khoe em gái họ dùng tiền ăn sáng mua son. Đến trường, Đình Đình nghe các bạn nữ bàn tán về Hàn Soái. Họ đều cho rằng cậu ấy như bước ra từ tiểu thuyết nhà giàu lại còn thông minh. Trong lúc đó địa cầu đọc được rất nhiều thư tình rơi ra từ ngăn bàn của Hàn Soái, Đình Đình thấy vậy càng thêm ghen tức. Địa cầu sang lớp A1 hỏi vệ tinh tối có sang nhà mình không, cô từ chối vì phải làm báo tường. Lý Kim chen ngang nhắc vệ tinh nên đặt trọng tâm vào việc học, đừng vì ai đó không ra gì mà ảnh hưởng. Động đến địa cầu, vệ tinh cầm quả bóng ném vào Lý Kim. Bên này Hàn Soái cùng bố đi tìm hiểu các trường đại học ở Mỹ, tuy nhiên bố anh cho rằng du học Nhật Bản không tệ. Tư vấn viên khuyên với điều kiện kinh tế của sếp Hàn thì nên chọn du học Mỹ sẽ tốt cho tương lai của con. Bố Hàn Soái ngồi uống rượu giải sầu, ông tâm sự công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản, nhưng ông chẳng nỡ làm nhụt chí của con trai. Bố địa cầu khuyên ông bạn nhờ bạn làm ăn cứu qua cơn nguy khốn. Tuy nhiên bố Hàn Soái cho rằng những người bạn đó chỉ quan hệ với ông khi còn tiền. Lão Vương cảm thấy may mắn vì làm kỹ thuật ở nhà máy nên không chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế. Vừa vui tối trước đến sáng hôm sau, nhà máy quyết định cho lão Vương thôi việc để cắt giảm nhân sự. Cấp trên ngỏ ý sẽ nói chuyện với ông chủ để giữ lão Vương lại nhưng phải có tiền. Nghe các bạn đồn mình và địa cầu ở cùng nhau, vệ tinh liền né tránh cậu ấy. Ở sân thể dục, Đình Đình bắt gặp một đám con gái vây quanh Hàn Soái. Cô vốn định đến giải vây giúp anh nhưng lại làm đổ kem vào người Hàn Soái. Đình Đình giúp Hàn Soái vẩy áo, vô tình nhìn thấy tờ du học Mỹ. Anh thổ lộ mình muốn đến học ở trường tài chính nổi tiếng nhất nước Mỹ. Đình Đình tức giận vứt áo trả Hàn Soái. Trò chuyện với vệ tinh, Đình Đình hỏi nếu yêu một người mà không thể bên nhau thì phải làm sao. Vệ tinh cho rằng tình yêu không tồn tại chữ không thể, nếu có thì chỉ là trong lòng đang lưỡng lự giữa tình yêu và thứ quan trọng hơn. Tuy nhiên ngoài tình yêu, trên đời còn rất nhiều chuyện thú vị. Khi mình tìm được mục tiêu, nỗ lực thì vui vẻ trở nên rất đơn giản. Nhóm địa cầu đến mượn sách nhà Văn Khả để chép đáp án, vừa thấy Hàn Soái, Đình Đình liền bỏ đi. Địa cầu nghĩ chắc em họ lại rơi vào kết cục bi thương của cuốn tiểu thuyết nào đó. Ở trường, vệ tinh làm báo tường đến muộn, đang lúc sợ hãi một nguồn sáng lóe lên. Bóng chú thỏ hỏi cô gái dễ thương nào đang đi một mình thế. Thì ra địa cầu đến đón vệ tinh, thấy cô im lặng cả đoạn đường, địa cầu hỏi vệ tinh mấy hôm nay hơi lạ. Nghe cô nói không sao, cậu liền gạ vệ tinh tối mai đến nhà mình ăn canh gà rồi làm bài tập. Hai cô gái khóc lóc vì kết cục của bộ phim Titanic, vệ tinh ước hai nhân vật ngay từ đầu không gặp nhau thì sẽ không có kết cục buồn. Đình Đình lại thà trải nghiệm tình yêu nồng cháy dù ngắn ngủi thay vì e dè sợ mất chẳng bằng yêu hết mình một lần. Đọc bảng thông báo tuyển nhân sự cho hội đồng trường, Đình Đình như tìm thấy mục tiêu nỗ lực của đời mình. Về nhà cô thông báo với mọi người sẽ ứng tuyển vào vị trí trưởng ban tổ chức của hội học sinh. Đọc đơn ứng tuyển của Đình Đình, Lý Kim cho rằng người đội sổ trong học tập không đủ tư cách vào hội học sinh. Văn Khả phản đối vì chức vụ này không liên quan đến điểm số, chỉ cần sự năng động nhiệt tình giống Đình Đình. Tuy nhiên cũng chỉ có Văn Khả bầu chọn cho Đình Đình đảm nhiệm chức vụ. Đình Đình nghe tin liền không ngừng khóc, Hàn Soái tức giận đến tìm Lý Kim hỏi tội. Hàn Soái can địa cầu dùng vũ lực, biết Lý Kim khinh thường lớp mình, cậu thách đấu với lớp A1. Nếu A4 thắng phải cho Đình Đình gia nhập hội học sinh, trận đấu trí tuệ bắt đầu. Với câu hỏi bóng đá đầu tiên, địa cầu đã giành được điểm số. Lý Kim cũng liên tục áp sát, cậu ta trách vệ tinh phản bội lớp mình. Cô cho rằng đều là học sinh của trung học Tinh Hà, nếu vì thành kiến mà Lý Kim hủy đơn của Đình Đình thì cô mong lớp A4 sẽ thắng. Văn Văn thấy vệ tinh nói đúng cũng về phe lớp bạn, trong tình thế sắp thua, Nhất Ca ngỏ ý thi thay địa cầu. Lý Kim khinh thường vì Nhất Ca luôn đội sổ lớp A4. Vừa vào câu hỏi khó, Nhất Ca đã trả lời chính xác khiến mọi người đều ngỡ ngàng.
Liên tiếp là những câu trả lời đúng từ cậu bạn hạng chót này, thậm chí câu Lý Kim không biết cũng chẳng thể làm khó Nhất Ca. Cậu ấy giành điểm tuyệt đối từ lúc bắt đầu thi khiến lớp chuyên A1 phục sát đất. Sau trận đấu, vệ tinh nói lớp A1 thật sự mất mặt. Không phải vì thua mà khi lớp A4 đoàn kết một lòng thì lớp mình chỉ biết trách móc nhau. Cô khẳng định Địa Cầu là người bạn tốt nhất của mình nên một số người đừng đặt điều nói xấu sau lưng. Vệ tinh vui vẻ khoe với Địa Cầu được mắng người mình ghét rất sảng khoái. Địa Cầu thở dài vì vệ tinh dạo này ít nói chuyện với mình, cô xin lỗi vì một số chuyện chưa nghĩ kỹ đã hơi nhạy cảm. Vệ tinh hỏi Địa Cầu có dự định gì trong tương lai với chuyện ước mơ Địa Cầu vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng anh nói sẽ thi Đại học Bắc Kinh vì vệ tinh cũng ở đó, cô rất vui vì Địa Cầu sẽ cùng mình tiến đến Bắc Kinh. Đình Đình oai phong bắt học sinh đi muộn với sự liêm khiết anh họ Địa Cầu cũng đừng hòng đi cửa sau. Đọc tiểu thuyết của vệ tinh viết Đình Đình tự thề với mình sẽ không tiết lộ bí mật trong đó cho người khác. Hàn Soái nghe thấy liền tra hỏi Đình Đình không biết bí mật là gì mà. Hàn Soái nghe xong cũng hết hồn dặn Đình Đình không được hé răng nửa chữ. Trở về chuyện chính, Hàn Soái nói đến tìm Đình Đình để cho cô biết. Dù cậu đi đến đất nước nào thì cũng sẽ không quên cô. Vừa hứa sẽ đến Bắc Kinh học cùng vệ tinh, Địa Cầu nhận ra hiện thực mình không qua nổi môn nào trong kỳ thi giữa kỳ. Cậu tra hỏi Hàn Soái tại sao ngày nào cũng chơi game cùng mình mà điểm cao thế. Địa Cầu khấn vái cho điểm mình cao hơn em họ, ai ngờ hiện thực phũ phàng đến vậy. Chỉ có Nhất Ca đội sổ làm điểm tựa cho Địa Cầu. Thầy Dương thông báo lần này sẽ gửi bảng điểm qua tin nhắn cho phụ huynh khiến Địa Cầu câm nín. Tại lớp A1, vệ tinh có điểm số đứng đầu khối Văn Khả hạng 2 liền lo lắng cho Văn Văn vẫn ở hạng 3. Tan học, Địa Cầu xin em họ đừng cho mẹ xem thứ hạng của cô. Bởi thầy Dương chỉ gửi điểm chứ không công bố thứ hạng cho phụ huynh. Các ông bố bà mẹ tụ tập đi họp phụ huynh khiến đội con cái như ngồi trên đống lửa. Địa Cầu định trốn sang nhà Hàn Soái nhưng mẹ về kịp lúc, cầm chổi đuổi đánh thằng con lười nhác. Chạy sang nhà vệ tinh, mẹ Địa Cầu kể đi họp phụ huynh mà bẽ mặt ê hề. Thay vì hạng tầm trung như mọi lần, Địa Cầu giờ tụt xuống hạng 10 từ dưới lên. Vệ tinh hứa từ nay sẽ hàng ngày dạy kèm cho Địa Cầu tất cả các môn. Cô tin Địa Cầu chịu khó thì có thể tạo ra kỳ tích trong năm cuối cấp. Bố con Địa Cầu cười vì nhìn mẹ như vua lật mặt. Trong lúc đó, mẹ Văn Văn tìm cô Trần hỏi về phương pháp học tập đặc biệt giúp con gái tiến bộ hơn. Cô Trần cho rằng Văn Văn ổn định thứ hạng trong các kỳ thi đã là sự tiến bộ quá sốt sắng, sẽ tạo áp lực lên con trẻ. Nếu có thể, phụ huynh cho con giao lưu với các bạn học giỏi để học hỏi. Hàn Soái chơi đùa với Địa Cầu nhưng không may té nước vào người Đình Đình. Thay vì nổi giận như mọi lần, cô vui vẻ cho Hàn Soái chọn kem trước. Văn Khả rủ nhóm bạn cùng mình tổ chức sinh nhật cho Văn Văn. Ba ông trai như ba đứa con nít thi ăn kem xem lưỡi ai xanh hơn. Trong tiết học tiếng Anh, Đình Đình lén viết thư cho Địa Cầu. Nhất Ca lén ăn quà vặt, cô giáo gọi cả ba bạn lên đọc bài thì ấp úng. Mà khi cô trò ngồi xuống thì nói thanh yêu nhanh quá khiến cô giáo không nhịn nổi cười. Mẹ Địa Cầu chuẩn bị nho tẩm bổ cho hai con. Giải đề toán khó, Địa Cầu phân tâm dùng đủ mọi cách để lén giải trí, vệ tinh tức giận liền bỏ về. Tối nào Văn Khả cũng soi đèn pin đưa Văn Văn về nhà. Cô tâm sự gần đây rất vui vì mẹ không tạo áp lực lớn lên mình nữa. Sáng sớm vệ tinh phát sữa cho các bạn trừ Địa Cầu. Hàn Soái kêu Địa Cầu dỗ vệ tinh cậu ấy làm gì cũng nghiêm túc mà Địa Cầu còn dám học cho có lệ. Văn Khả khuyên cậu bạn phải bày tỏ thái độ nhận sai chân thành. Địa Cầu lấy hết dũng khí tiến vào, đúng lúc nhìn thấy vệ tinh chút giận lên đài radio, cậu sợ hãi liền rút lẹ. Đình Đình đã thay bộ váy thật đẹp để đi mua sắm cùng Hàn Soái. Đúng là cậu ấm nhà giàu, mua cái gì cũng tính bằng thùng. Về quán kim chi, Hàn Soái cho biết vẫn chưa liên lạc được với bố. Sợ mẹ nghi bố đi với người khác, cậu khoe đã kiểm tra đồ lót của bố không mất chiếc nào. Trong lúc đó, gia đình Văn Văn đang tổ chức sinh nhật, mẹ dặn cô phải ước thi đỗ vào đại học danh tiếng. Bà còn tặng cô bộ sách bồi dưỡng thi đại học. Chị gái Văn Văn đang du học nước ngoài cũng gửi sách về cho em gái. Văn Văn tủi thân đến phát khóc, cô lướt mạng thì vô tình nhìn thấy bức ảnh của chị gái mà mẹ luôn tự hào lại đang hút thuốc ở quán bar. Mẹ cô gọi ra nghe điện thoại của Văn Khả, cậu hẹn cô đến hiệu sách thảo luận đề thi. Dù khá muộn nhưng do Văn Khả đứng thứ hai toàn khối, mẹ Văn Văn vẫn cho con gái ra ngoài. Văn Văn bất ngờ trước bữa tiệc sinh nhật mà bạn bè dành cho mình. Bữa tiệc dù đơn giản nhưng đúng nghĩa này khiến cô vui vẻ. Địa Cầu nhờ Hàn Soái kéo Đình Đình đi trước để không gian cho mình và vệ tinh. Trong lúc đó, mẹ Văn Văn đến đón con gái, bà phát hỏa vì hai đứa không giải đề mà ở đây chơi bời. Cho rằng Văn Văn đang nổi loạn, bà quyết định từ nay sẽ không dễ dãi như lời cô Trần khuyên mà quay lại nghiêm khắc như ban đầu. Sáng sớm, mẹ Địa Cầu đã không thấy con trai đâu. Đình Đình lấy cớ anh họ đi học từ sớm, do bị vệ tinh giám sát thì ra cậu ấy và vệ tinh đang ngồi ở ven hồ. Địa Cầu gọi cô dậy ngắm thiên nga, Địa Cầu thổ lộ đã nhìn ra lỗi sai, từ nay quyết định sẽ nghiêm túc với bản thân. Vệ tinh quyết định trao niềm tin cho Địa Cầu thêm lần nữa, họ cũng vui vẻ nhìn ngắm thiên nga. Thấy Địa Cầu ngủ gật trong lớp, Đình Đình đến tìm vệ tinh cũng thấy cô ấy uể oải. Đình Đình thắc mắc có phải hai người suốt đêm đều ngủ không ngon. Vệ tinh vội đưa Đình Đình trốn vào phòng phát thanh nói chuyện. Cô kể đã cùng Địa Cầu ở bên hồ chờ đến sáng để ngắm thiên nga. Đình Đình bức xúc khó chịu đành hỏi về bí mật trong tiểu thuyết. Vệ tinh thừa nhận và dặn Đình Đình không được tiết lộ cho người thứ ba. Hàn Soái tình cờ ngang qua cũng vào thể sẽ giữ kín miệng tại nhà máy, lão Vương cầm ít hoa quả đến biếu sếp. Ông vô tình nhìn thấy danh sách cắt giảm nhân sự vẫn có tên mình trong khi đã đi tiền để được giữ lại. Ông đến chất vấn cấp trên nhưng anh ta lại cãi trắng là chưa nhận tiền. Bên này lão Hàn đang bị bạn làm ăn đến đòi tiền, Hàn Soái ở cửa đã nghe thấy mọi chuyện. Cậu vào khẳng định bố mình luôn giữ chữ tín, mong các chú cho ông cơ hội trả tiền đúng hẹn. Cậu trách bố không nói sớm với mình, lão Hàn kể ông tay trắng gây dựng sự nghiệp. Vốn tưởng có thể tự xoay sở, ai ngờ khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng quá lớn đến công việc làm ăn.
Nghe con trai tin tưởng mình, lão Hàn vững vàng hơn để giải quyết khó khăn. Điện Cầu thực sự quyết tâm học hành để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Mẹ Địa Cầu đã chuẩn bị mâm cơm đầy để tẩm bổ cho hai con. Lão Vương không ăn cơm nhà ông, ra ngoài công viên để nghe phổ cập cách kinh doanh. Sáng sớm ông đã đọc được tờ phiếu chống lừa đảo của chính quyền gửi cho quán ăn của vợ. Xem bảng điểm cuối kỳ, một vệ tinh vẫn đứng nhất. Địa Cầu thất vọng vì thành tích chẳng cao lên là bao, còn thấp hơn Đình Đình. Nhìn Địa Cầu còn vui vẻ cho rằng vận may chưa tới vệ tinh, tức giận bỏ vào lớp. Địa Cầu gọi nhưng cô phớt lờ. Nghe tổ dân phố chuẩn bị ập đến tòa nhà đối diện vì nghi có tổ chức lừa đảo. Mẹ Địa Cầu tò mò đi theo, ai ngờ lão Vương đang làm ở đây. Ông khai thật đã bị bọn chúng dụ dỗ để tham gia đường dây gọi điện lừa đảo. Sáng nhìn thấy tờ rơi của chính quyền, ông vốn đến đó sẽ bí mật gọi báo cảnh sát, ai ngờ lại chậm một bước. Nhìn thấy bài thi của Địa Cầu tụt 5 hạng, bà bắt hai bố con xếp hàng chịu phạt. Trong lúc đó, bố Hàn Soái gọi con về gấp dọn đồ vì ngân hàng siết nợ thu hồi nhà ở. Cậu an ủi bố, trả hết nợ càng tốt, bố con mình làm lại từ đầu. Lão Hàn đưa con đến nương nhờ hàng xóm đúng lúc nhà Địa Cầu đang loạn như cào cào. Hàn Soái gạ bố đến nhà mẹ nhưng ông không muốn để vợ cũ biết, họ đành thuê tạm một phòng trọ nhỏ. Ông xin lỗi vì để con trai chịu khổ, khuyên con trai đến chỗ mẹ khoe ông đi công tác. Tuy nhiên Hàn Soái quyết không để bố một mình, anh cho rằng đây là cơ hội tốt để được ở bên bố. Còn hạnh phúc hơn ngày trước bố luôn bận rộn để mình đơn độc. Địa Cầu buồn bã đến tìm vệ tinh, chú vệ báo cô ấy cùng Lý Kim đi tự học. Đình Đình thấy Hàn Soái tan học sớm liền đi theo. Thì ra tối qua cô đã nhìn thấy bố con Hàn Soái xách vali. Hàn Soái bất ngờ gặp Đình Đình, sợ cô giận cậu liền gom lá thành bông hoa tặng cô. Hàn Soái khoe nhà mình phá sản rồi, anh tâm sự lúc đầu đúng là khó khăn, nhưng tin rằng đợi vài năm nữa anh trưởng thành hơn sẽ giúp gia đình vực dậy. Đến tối Địa Cầu quay lại nhà vệ tinh đúng lúc gặp cô với Lý Kim, nghe hai người tranh cãi vệ tinh tức giận can ngăn. Địa Cầu nói mình đã cố hết sức rồi mà không nâng được điểm số. Vệ tinh hỏi Địa Cầu đã thực sự cố gắng chưa, chiều nay cô còn nhìn thấy cậu vào quán net chơi, lần nào cũng hứa chơi lần cuối khiến cô chán ghét. Bố con Hàn Soái mỗi ngày ăn một vị mì tôm, cậu khoe sẽ không đi du học nữa, nhưng lão Hàn thà vay thêm chứ không muốn phí công con trai chuẩn bị 3 năm trời. Hàn Soái an ủi bố, anh muốn thi đại học chuyên ngành tài chính. Nghe tiếng vợ, lão Hàn sợ hãi trốn đi, bà thu dọn hành lý đón hai bố con về nhà. Bên này Địa Cầu buồn bã nhớ về sự thất vọng của vệ tinh về mình. Gặp đồng nghiệp của chồng tại quán kim chi, mẹ Địa Cầu nghe tin những người bị sa thải đều tin lời mà mất đồng tiền lo lót. Bà Huệ cầm đến nhà máy thì thấy chồng bị bắt nạt vì muốn đòi tiền. Chạy đến bênh vực chồng, bà cảnh báo nếu hắn ta không chịu trả tiền thì sẽ hàng ngày đến đây la hét. Lão Vương khoe chắc giám đốc sẽ dùng tiền lo lót làm quỹ đen. Thấy bà Huệ cầm định chạy đi khoe vợ, tên giám đốc vội hứa trả tiền. Dù mất việc, hai vợ chồng lão Vương lấy lại được tiền cũng vui mừng khôn xiết. Lão Vương thổ lộ định cả gan đi đòi tiền để mua quà kỷ niệm ngày cưới cho vợ. Bà Huệ cầm tổ chức ăn mừng còn mời nhà lão Hàn sang chung vui. Bà tuyên bố hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của mình, đồng thời cũng là ngày cưới của vợ chồng lão Hàn. Cả gia đình đều vui trừ Địa Cầu, cậu buồn rầu vì vệ tinh ngày nào cũng dính lấy Lý Kim mà không quan tâm mình. Rõ ràng cậu đã cố gắng nhưng điểm số lại tụt. Hàn Soái cho rằng lúc Địa Cầu học thì bạn khác cũng đang cố gắng, họ không thể chậm lại để đợi Địa Cầu tiến bộ. Nghe câu đành chịu của Địa Cầu, Hàn Soái nhắc cậu chưa thực sự cố gắng. Vệ tinh vừa múa vừa học còn phải dạy kèm nên rất hy vọng Địa Cầu có thể tốt hơn. Dường như thông suốt, Địa Cầu quyết chí học tập. Trong buổi chào cờ hiệu trưởng phổ biến buổi biểu diễn văn nghệ chào Tết dương lịch, thầy hai trò nói chuyện riêng, thầy Dương định bắt quả tang, ai ngờ họ bàn về học tập, thầy liền tha thứ. Đình Đình sung sướng vì trở thành tổng đạo diễn chương trình văn nghệ. Thế nhưng đợi cả buổi cũng chưa có ai đến đăng ký tiết mục. Địa Cầu cho rằng thời gian đối với học sinh lớp 12 rất quý, đâu muốn tham gia văn nghệ. Nhưng Địa Cầu nay đã khác xưa, giờ chỉ có mục tiêu duy nhất là phấn đấu 100 ngày để bứt phá thành công. Đình Đình gạ gẫm ba anh bạn thân tham gia nhưng bị từ chối. Cô đến phòng múa tìm vệ tinh lại nghe cô lục dặn hiện tại là thời điểm then chốt để ra Tết dự thi năng khiếu. Về nhà Đình Đình nhận được điện thoại của bố sẽ trở về vào đêm giao thừa. Biết con đau đầu chuyện buổi biểu diễn, ông liền hiến kế cho con gái. Trên phòng phát thanh, Đình Đình đọc bài viết níu giữ thanh xuân, Lý Kim đến kéo cô đi. Đình Đình vẫn cố tuyên bố phần thưởng cho giải nhất là máy ghi âm kết quả các bạn đến đăng ký xếp thành hàng dài. Gặp Địa Cầu, vệ tinh liền né tránh đọc bản đăng ký. Đình Đình nhận ra các bạn tham gia đều đến từ lớp thường. Đến buổi biểu diễn, các tiết mục phần lớn là ngâm thơ khiến cả hội trường đều buồn ngủ. Vệ tinh an ủi Đình Đình hãy tin vào những điều bất ngờ trong cuộc sống. Thì ra ba chàng đẹp trai đã đặc biệt chuẩn bị tiết mục nhảy khuấy động cả khán phòng. Trong lúc đó, Văn Văn chỉ biết ngồi ở nhà lén xem ảnh biểu diễn của các bạn. Cô nhận được tin nhắn của Văn Khả rủ đi đón giao thừa bên bờ biển. Mẹ cô bất ngờ đi vào liền trách con gái dám chơi máy tính, Văn Văn lại trốn vào nhà vệ sinh giải tỏa. Trên đường về, Đình Đình ra sức cảm ơn hai anh bạn thân. Địa Cầu nhận mình đầy sức hút nhắc em gái đừng quá yêu anh. Đình Đình nói ai thèm người yêu anh, toàn là ai đó. Hàn Soái vội kéo Đình Đình chạy đi. Trò chuyện với vệ tinh, Địa Cầu cho biết mình đang thực sự cố gắng, cậu còn thể lần này quyết kiên trì đến cùng. Tự biết khả năng kiểm soát của mình rất kém, Địa Cầu giao thẻ game cho vệ tinh giữ. Cậu xin vệ tinh để mình biết cố gắng mà đừng học với Lý Kim nữa. Văn Văn trốn mẹ đi đến nơi hẹn, Văn Khả họ cùng chạy đến bờ biển đón giao thừa với mọi người. Đúng lúc tuyết đầu mùa rơi, hai cô gái hay xem phim ngôn tình liền chắp tay ước. Đình Đình mong sẽ trở thành đạo diễn xuất sắc, Văn Khả muốn viết ra tác phẩm văn học hay nhất. Văn Văn dũng cảm nói ra ước mơ trở thành nhà khảo cổ học. Hàn Soái ước thi đỗ chuyên ngành tài chính hàng đầu trong nước. Vệ tinh nhất định sẽ là một vũ công giỏi nhất, Địa Cầu hy vọng thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh. Dù ước mơ đâu dễ thực hiện nhưng thời khắc hô vang nó, mỗi thành viên đều có được can đảm theo đuổi ước mơ.
nhóm bạn cùng nhau đếm ngược chào đón khoảnh khắc năm mới. Thời khắc đó, địa cầu tự hứa nhất định cùng vệ tinh đến Bắc Kinh. Con phố vũ trụ tập trung ở nhà lão Vương đón Tết đàn ông đánh bài phụ nữ theo thùa buôn chuyện. Đình Đình lo lắng vì chưa thấy bố mẹ về thì ra vợ chồng lão Quách bị tài xế chở lạc đường, điện thoại mất sóng. Cuối cùng cũng chờ được bố mẹ về, cả xóm quây quần bên mâm cơm Tết cùng trò chuyện vui vẻ chúc mừng năm mới. Ở nhà, Văn Văn chị gái cô từ xa trở về ăn Tết nhưng thái độ rừng rưng của chị khiến cô khá hụt hẫng. Trong bữa cơm, Tinh Tinh lấy cớ bận việc ở hội học sinh để xem điện thoại. Mẹ cô vẫn vui vẻ tự hào con gái lớn đỗ đại học trọng điểm, còn được bầu làm phó chủ tịch hội học sinh. Bà dặn Văn Văn phải học hỏi chị gái nhiều, trên bàn rượu gánh đàn ông than thở năm qua quả thật khó khăn. Lão Vương mất việc, lão Hàn phá sản, lão Quách làm kiến trúc cũng kêu chẳng kiếm được mấy đồng. Gặp riêng bố Đình Đình trách ông mới khoe với cô năm nay kiếm được khoản lớn, giờ lại than nghèo vì sợ bị vay tiền. Cô nhắc gì dượng nuôi mình khôn lớn mà bố lại đề phòng, họ lão Quách đã chuẩn bị một lọ lì xì cho tụi nhỏ bốc thăm. Thì ra phong bao đều là vé xem concert của Từ Dự Đằng mà ai cũng ước ao. Cả xóm vui vẻ đốt pháo bông ăn mừng năm mới. Đình Đình gọi Hàn Soái không may ngã vào lòng anh. Cô ước có chút nhạc nền như phim thần tượng tưởng tượng cảnh tỏ tình với Hàn Soái. Nhưng sự thật vốn chớ trêu, nghe Đình Đình tỏ tình, Hàn Soái kêu Đình Đình nhắm mắt lại, nhân cơ hội anh liền chạy trốn. Sáng sớm địa cầu đã bị tiếng ồn đánh thức, thì ra họ hàng đến chúc Tết vẫn là phong tục rằng co để trao lì xì. Hàn Soái và Văn Khả cùng chung cảnh ngộ, họ đành đến nhà vệ tinh tránh nạn. Vệ tinh nhắc cô giáo dặn lập nhóm học tập trong kỳ nghỉ. Đình Đình nhận Hàn Soái, Văn Khả lập nhóm với Văn Văn. Địa cầu hụt hẫng khi nghe vệ tinh đã lập nhóm với Lý Kim. Vệ tinh xin lỗi vì cô Trần đã xếp như vậy. Nghe Hàn Soái nhường mình cho địa cầu, Đình Đình kêu anh ra ngoài nói chuyện. Nhưng Hàn Soái muốn mọi người cùng nghe, Đình Đình định nói thẳng liền bị Hàn Soái bịt miệng. Cậu nói Đình Đình không phải mẫu người mình thích. Đình Đình khoe với vệ tinh và Văn Văn đã tỏ tình với Hàn Soái nhưng cậu ta chạy mất dép. Văn Văn hiến kế cho Đình Đình tán đổ Hàn Soái rồi đá cậu ta đi. Vệ tinh cũng hy vọng Hàn Soái chịu tổn thương thay cho chị em tốt của mình. Cô đoán ngày mai địa cầu sẽ rủ Văn Khả và Hàn Soái áp sát Lý Kim để cậu ta không có cơ hội ngồi riêng với vệ tinh. Đình Đình nhờ hai cô bạn tác chiến để đẩy mình ngồi cạnh Hàn Soái. Văn Văn dùng mỹ nhân kế rủ Văn Khả phản bội đồng đội ra chỗ khác với mình. Vệ tinh chỉ ngồi một chỗ thì địa cầu và Lý Kim đã tranh nhau bầu đến. Chỉ còn Đình Đình và Hàn Soái tại quán cà phê đối diện. Cô Trần nghe mẹ đi xem mắt. Đối phương gặp cô liền ngỏ ý đến với nhau luôn, thấy anh ta lỗ mãng cô Trần bỏ về thì bị kéo lại. Thầy Dương xuất hiện giải vây rồi kéo cô đi. Đình Đình nhìn thấy liền mắt chữ A miệng chữ O. Tâm sự với thầy Dương, cô Trần cho biết bản thân tự thấy cuộc sống hiện tại rất ổn. Thế nhưng mẹ cô lo lắng con gái phải sống cô độc nên ép đi xem mắt hết người này đến người khác. Thầy Dương lỡ lời khẳng định cô Trần không lấy được chồng thì tôi sẽ lấy cô. Thầy thổ lộ từ hồi đại học năm nhất mình đã thích thầm cô Trần. Đình Đình về nhà thì thấy bố mẹ đã vội rời đi do công trường xảy ra chuyện. Cô đau lòng vì một năm chỉ được gặp bố mẹ vỏn vẹn hai ngày. Mẹ cô xin lỗi vì việc không thể trì hoãn. Đình Đình nhốt mình trong phòng, cả nhà khuyên ngăn cũng không ra. Sáng sớm Hàn Soái đến rủ Đình Đình đi công viên giải trí bên này. Văn Văn cố làm xong đề để xin mẹ cho đi chơi. Nhưng bà không cho phép vì sợ con gái buông thả. Tinh Tinh nói đỡ cho em gái thì bà mới đồng ý, với điều kiện khi về phải viết một bài văn kể hôm nay thấy những gì. Nhóm bạn cùng đạp xe đến công viên giải trí. Thầy Dương và cô Trần hẹn hò, ai ngờ bắt gặp đám học trò chỉ đành trốn đi. Sáu người chia thành hai đội thi đấu đua xe địa cầu biểu diễn trò ảo thuật để ăn mất kẹo bông gòn của Đình Đình. Đình Đình từ xa nhìn thấy Hàn Soái muốn mua gấu bông nhưng ông chủ không bán. Trong lúc mọi người chơi bắn súng, cô kêu đau bụng chạy đi. Mãi không thấy Đình Đình ra, Hàn Soái kêu mọi người đi tìm. Thì ra cô ấy cố gắng chơi để giành con gấu bông cho Hàn Soái. Hàn Soái rất cảm động dặn cô từ nay đừng làm chuyện ngu ngốc như thế nữa. Bà ngoại địa cầu đã chuẩn bị sẵn bữa tiệc sinh nhật cho Đình Đình. Mẹ địa cầu đến động viên cháu gái, bà đưa cho cô món quà do bố mẹ Đình Đình gửi. Thế nhưng Đình Đình vẫn không vui, cô cho rằng chú dì mới giống bố mẹ mình. Dì Huệ vẫn khuyên cháu gái hiểu cho nỗi lòng của bố mẹ. Họ cũng muốn ở bên con gái nhưng để cho Đình Đình cuộc sống tốt hơn bố mẹ, cô chỉ có thể cất tình yêu và nỗi nhớ trong lòng. Bởi vậy mỗi ngày họ đều gọi điện cho dì để hỏi về Đình Đình. Hàn Soái vào phòng tặng Đình Đình con gấu bông, anh nói thực ra mình vốn muốn mua chú gấu này để tặng sinh nhật Đình Đình. Mở món quà của bố mẹ, Đình Đình xúc động nhìn thấy cuốn album về chặng đường trưởng thành của cô dưới con mắt của bố mẹ. Gặp Hàn Soái địa cầu hỏi cậu có ý gì với em họ mình. Bởi thái độ của Hàn Soái rất khác khi thấy Đình Đình không vui. Trên đường về, Văn Văn rủ Văn Khả đến gốc cây viết điều ước. Văn Khả phát hiện ngày hôm nay Văn Văn không hề rửa tay. Điều đó chứng tỏ chỉ cần cô vui lên thì thói quen rửa tay khi áp lực sẽ biến mất. Họ cùng nguyện ước mỗi ngày sau này đều được tự do vui vẻ. Sáng sớm bà ngoại địa cầu bước xuống thềm không may trượt ngã. Đình Đình vừa khóc vừa gọi điện kêu bố mẹ về bệnh viện thăm bà. Lũ trẻ nhớ bà vẫn luôn là bến bờ chịu lắng nghe quan tâm nỗi lòng trẻ nhỏ của họ. Địa cầu buồn rầu cầm chiếc đài mà bà thường nghe. Mẹ từng kể bản nhạc kịch này là khúc định tình của ông bà khi xưa. Vệ tinh lại gần động viên địa cầu, bác sĩ nói bà tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Vắng người lớn, nhóm địa cầu quyết định tự nấu ăn mang vào bệnh viện cho bà. Mỗi người trong số họ đều có những kỷ niệm không thể quên với bà ngoại, nhưng bà tuổi già sức yếu đã đột ngột ra đi. Lo xong hậu sự, người lớn theo phong tục tổ chức ăn uống náo nhiệt để người mất an tâm ra đi, chỉ có lũ trẻ không giấu được cảm xúc. Đình Đình trách người lớn không hề đau lòng trước sự mất mát này. Vào phòng bà địa cầu mở hộp kẹo mà bà thường dùng để dỗ anh và Đình Đình. Cậu còn nhìn thấy và vẫn giữ lại tập thẻ ảnh hồi nhỏ của mình. Những ký ức vui vẻ bên bà khiến địa cầu không nén nổi nước mắt. Vệ tinh ở bên an ủi, cậu ấy cũng đau lòng khô xiết.
Đình Đình chạy đi trong mưa, Hàn Soái kéo cô lại, anh ôm chặt Đình Đình vào lòng. Thế nhưng họ đâu nhìn thấy khi Quan Khách đã ra về mới là lúc người lớn sống thật với cảm xúc. Là người trưởng thành, họ chỉ cố nén đau thương để lo trọn vẹn hậu sự cho người mẹ quá cố. Bắt đầu năm học mới, bà Huệ Vân đã gào thét hai con dậy đi học. Ai ngờ Địa Cầu đã dậy từ sớm còn chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Văn Khả và Hàn Soái cho Địa Cầu mượn bài tập để chép, ai ngờ cậu ấy khẳng định đã làm xong từ hôm qua. Đình Đình kể với vệ tinh rằng cảm thấy Địa Cầu có gì sai sai, dường như trưởng thành chỉ sau một đêm. Đến lớp, Nhất Ca cầm đĩa game mới nhất rủ Địa Cầu chơi nhưng bị từ chối, đúng lúc thầy Dương bắt gặp liền thu hồi. Bên lớp A1, Lý Kim khoe với mọi người gia sư của mình, nói nếu trình độ của em không cố gắng thì khó thi đỗ Đại học Bắc Kinh. Văn Khả nói mình cả kỳ nghỉ đều không học khiến mọi người bái phục. Nhìn ánh mắt của Văn Khả và Văn Văn, vệ tinh đã đoán ra tình ý đằng sau. Trong giờ ra chơi, Đình Đình thông báo đã đăng ký lớp học làm đạo diễn. Nghe cô kể sáng quyết định nên chiều đi đăng ký, mọi người đều cạn lời vì cảm thấy cô ấy quá sốc nổi. Tham gia buổi học đầu tiên, thầy giáo vừa thiền vừa giao cho Đình Đình danh sách 100 bộ phim cần xem, yêu cầu cô xem xong phải viết bình luận để nộp lại. Vì tương lai của cháu gái, bố mẹ Địa Cầu quyết định chuyển TV lên phòng Đình Đình. Địa Cầu phát hiện nhà mình không có đầu đĩa thì cũng không mở phim được. Vệ tinh rủ Đình Đình muốn xem phim thì đến căn cứ bí mật của nhóm, ở đó vừa có đầu đĩa vừa yên tĩnh. Đình Đình chuẩn bị rất chuyên nghiệp để bình luận phim nhưng chưa được mấy phút đã lăn ra ngủ. Bên này Địa Cầu không thể thuộc được mấy công thức toán học. Anh cho rằng vấn đề nằm ở gen của mẹ mình nên cả anh và Đình Đình đều không thông minh. Để chứng minh Địa Cầu chưa thực sự cố gắng, vệ tinh hỏi anh các thẻ đội bóng. Địa Cầu nói cậu nhớ được vì nó là hình vẽ, còn công thức toàn chữ nhìn đã chóng mặt. Vệ tinh liền nghĩ ra ý tưởng vẽ kiến thức thành sơ đồ tư duy, Địa Cầu bất ngờ vì nó thực sự có hiệu quả. Đình Đình thất vọng vì cứ xem phim là buồn ngủ. Nhìn Hàn Soái, cô lên ý tưởng dù anh đi xem phim đôi để tăng cảm hứng. Do thầy dặn phải xem theo thứ tự nên bộ phim đầu tiên về chủ đề tình yêu. Trong khi Đình Đình chưa kịp rơi nước mắt thì Hàn Soái cảm động đã khóc thành dòng sông. Để Đình Đình giữ kín bí mật này, Hàn Soái đành hứa sẽ cùng cô xem hết danh sách 100 bộ phim. Nhận được điện thoại vệ tinh xảy ra chuyện, họ vội chạy về, chú vệ khoe con gái có triệu chứng cúm nên bị nhân viên y tế đưa đi kiểm tra. Lão Vương an ủi lão vệ vì thị trấn chưa có ca nhiễm nào nên vệ tinh có lẽ chỉ bị cảm cúm thông thường. Nhìn hình vẽ, Địa Cầu lo lắng không biết vệ tinh ở bệnh viện thế nào, cậu lén phi đến thăm cô. Do bị cách ly, Địa Cầu chỉ đành dùng bảng để viết chữ sẽ luôn ở bên vệ tinh. Cậu hứa sẽ cố gắng học tập để cho cô một bất ngờ lớn. Nhìn đề thi, Địa Cầu thầm cảm ơn nữ thần vệ tinh của mình. Bên lớp A1, Văn Văn chưa làm xong bài liền cảm thấy khó thở. Văn Khả mang nước đến cho cô nhưng Văn Văn chỉ buồn bã rời đi. Đến nhà vệ tinh, chú vệ báo con gái chỉ bị viêm phổi. Trong bữa cơm, mẹ Địa Cầu trách chồng chê nhà nhiều tiền nên mới đi lái xe không công cho trạm y tế. Hơn nữa toàn chở những người đang sốt, nhỡ đâu lây bệnh cho hai đứa trẻ đang chuẩn bị thi đại học. Bên này bố mẹ Hàn Soái cũng tranh cãi về chuyện kiếm tiền, bà Kim Chi kêu chồng cũ đi kiếm việc. Lão Hàn nói sẽ làm dự án giao đồ ăn thay vì làm thêm chẳng kiếm được mấy đồng. Bà phát hỏa vì nghĩ lão Hàn coi thường người làm thêm như mình. Hai người đàn ông bị vợ mắng rủ nhau làm chén rượu giải sầu. Địa Cầu lại lén đến bệnh viện thăm vệ tinh, cậu hẹn ngày mai đến đón cô ra viện. Vệ tinh nhờ Địa Cầu giúp mình chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho cô bé cùng phòng. Do bố mẹ mải đi làm nên Hân Hân chỉ có một mình ở bệnh viện. Nhóm Địa Cầu đeo mặt nạ để đóng kịch tặng cô bé cả xóm ăn mừng chúc vệ tinh ra viện. Lão Hàn nhân cơ hội nịnh vợ tha thứ lão Vương bắt chước nhưng bị vợ gạt đi. Về nhà ông báo đã có người chịu đầu tư vào dự án giao đồ ăn của mình, ông nhờ vợ cũ nghĩ tên thương hiệu. Bà Kim Chi chỉ nói bừa từ ăn trưa mà lão Hàn lại chốt luôn. Địa Cầu ngủ gật trong lớp bị thầy Dương bắt quả tang, cậu nhận mình vừa mơ thấy đứng trong top 100. Thầy Dương nhắc Địa Cầu xem lại bài thi đứng top 125 toàn trường của mình. Thầy Dương khen ngợi Địa Cầu sau kỳ nghỉ đông đã tiến bộ thần tốc. Định ra vẻ với Hàn Soái mà ai ngờ cậu ấy xếp thứ 60 của trường. Văn Văn bị cô Trần gọi ra gặp riêng vì tụt xuống hạng 10. Áp lực về nhà đối diện với mẹ, Văn Văn rửa tay đến sức cả da. Ngồi chờ vệ tinh cùng về, Địa Cầu đói bụng liền nhớ món thịt kho tàu của mẹ. Đình Đình khoe với vệ tinh thành tích vượt bậc của anh họ, Văn Văn buồn bã về trước. Văn Văn về đưa bài thi cho mẹ, bà đã nghe cô Trần khoe nên thất vọng bỏ vào phòng. Văn Văn chịu áp lực lại trốn vào nhà vệ sinh rửa tay. Về nhà, Địa Cầu tự tin khoe bảng thành tích với mẹ, bà thở dài vì nghĩ con trai chẳng thể tiến bộ hơn. Ai ngờ Địa Cầu thực sự tạo ra kỳ tích, cậu lập tức yêu cầu mẹ nấu những món mình thích nhất. Nhưng mẹ lại vui mừng cầm bài thi đi khoe khắp xóm. Đến tối, mẹ Địa Cầu vẫn chưa về nấu cơm, bố con lão Vương đành đi tìm vợ. Đúng lúc gặp bà đang cảm ơn vệ tinh, hai bố con nghĩ kế kéo mẹ về nấu cơm. Tại căn cứ bí mật, Hàn Soái vẫn tiếp tục xem phim cùng Đình Đình nhưng xem mãi vẫn chưa cảm thụ được cái hay của bộ phim. Trên trường, các thầy cô đều không phục thầy Dương đào tạo được học trò lớp thường lọt top 60 toàn trường. Thầy Dương cho rằng Hàn Soái vốn thông minh, chỉ là trước đây định du học nên không chú tâm vào thi cử. Chủ nhiệm tưởng đề nghị tạo môi trường tốt hơn cho các học sinh tiến bộ vượt bậc. Ông quyết định cho Địa Cầu và Hàn Soái sang lớp A1 học tập. Nghe tin, Địa Cầu sung sướng vì được học cùng lớp với vệ tinh. Cậu an ủi thầy giáo và hứa sẽ mãi là thành viên của lớp A4. Thấy con được học lớp chuyên, mẹ Địa Cầu hứa từ nay sẽ không mắng mỏ con trai, còn rủ chồng lên vái lại tổ tiên. Ai cũng vui, chỉ Đình Đình giận dỗi khi bị bỏ lại một mình. Lên phòng Đình Đình, Hàn Soái tâm sự gia đình phá sản nên cậu chỉ còn cách cố gắng để sau này kiếm được nhiều tiền. Nhìn vệ tinh, Địa Cầu tưởng tượng cảnh ngồi cùng bàn với nữ thần. Sang lớp A1, Địa Cầu nháy Văn Khả nhường chỗ cho mình. Cô Trần hỏi ý kiến của Địa Cầu, cậu hứa nhất định sẽ cố gắng học hỏi người đứng đầu lớp như vệ tinh.
Trong tiết học đầu tiên địa cầu đã thấy hơi đuối so với các bạn. Cậu giờ mới biết lớp A1 còn tổ chức kiểm tra vào mỗi tuần. Đình Đình sang rủ mọi người về nhưng ai cũng bận thi. Cô cố đợi đến tối nhưng họ vẫn bận làm bài tập. Văn Khả cùng tan học với Văn Văn, mẹ cô đột nhiên xuất hiện, hỏi Văn Khả có đúng là người gọi điện thoại đến nhà bà vào nửa đêm. Bà còn phát hiện con gái cố tình xóa lịch sử cuộc gọi với Văn Khả. Bà ép Văn Khả phải hứa không được yêu đương với Văn Văn trong giai đoạn sắp thi đại học. Văn Văn tức nước vỡ bờ, cô nói chính vì mẹ hay chuyện bé xé to nên mình mới xóa ghi chép cuộc gọi. Văn Khả là bạn tốt nhất của cô, thỉnh thoảng học tập căng thẳng thì gọi điện giải tỏa với cậu ấy thì sao. Mẹ Văn Văn đuổi theo con gái, bà tuyên bố từ mai sẽ đưa Văn Văn đi học. Nhận kết quả bài kiểm tra tuần địa cầu chỉ được 90 điểm. Lý Kim mỉa mai địa cầu chắc gian lận lần thi trước nên mới được trên 100 điểm. Vệ Tinh lên tiếng bênh vực địa cầu, cô cho rằng một lần kiểm tra chưa thể đánh giá được lực học của địa cầu. Trong khi đó Hàn Soái đạt điểm cao liền thu hút sự chú ý của cả lớp. Bên A4 Đinh Đinh buồn bã định đi tìm Hàn Soái nhưng Nhất Ca cản lại vì A1 vốn không thích lớp mình. Tuy nhiên Đình Đình vẫn cố đi tìm, đúng lúc gặp Hàn Soái đang hướng dẫn bạn nữ khác học tập. Văn Khả tìm Văn Văn nhưng cô cố tình trốn tránh. Để tầm bổ cho con, bà Huệ cầm đặc biệt chuẩn bị canh não lợn để tăng cường trí nhớ cho con trai. Địa cầu bị ép vừa ăn vừa nôn, bố Vệ Tinh đã chuẩn bị cho con gái chiếc điện thoại và quần áo để lên Bắc Kinh. Đến nhà Vệ Tinh, địa cầu bất ngờ nghe cô khoe ngày mai phải lên Bắc Kinh. Cô Lục muốn Vệ Tinh lên sớm để luyện tập với các bạn để chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu. Nhìn địa cầu buồn rầu, Vệ Tinh hứa sẽ thường xuyên gọi điện về. Địa cầu kéo Vệ Tinh đi vẽ hoa hướng dương lên tường nhà, cậu thổ lộ sẽ rất nhớ Vệ Tinh và sẽ đợi cô trở về. Đếm ngược thi đại học còn 100 ngày, địa cầu rất nhớ Vệ Tinh, cậu nhớ từng hẹn cô cùng đến Bắc Kinh. Cô Trần nhắc nhở địa cầu tập trung học tập vì kết quả bài kiểm tra tuần chưa đạt. Vệ Tinh gọi điện về báo cuộc sống trên này đều ổn thỏa, các bạn và huấn luyện viên đều hòa đồng. Nghe địa cầu hỏi trên đó có học sinh nam không, Vệ Tinh nhắc cậu để tâm cho kỳ thi thử tiếp theo. Đình Đình đuổi anh họ đi để nói chuyện riêng với Vệ Tinh. Cô tâm sự từ giờ sẽ nỗ lực vì mục tiêu trong tương lai, không để Hàn Soái làm phân tâm nữa. Thấy Đình Đình một mình lẩm nhẩm, Nhất Ca đến hỏi han, cô kể sắp tới phải trải qua cuộc thi ở lớp bồi dưỡng nghệ thuật. Cô phiền não vì còn nhiều phim chưa xem xong, Nhất Ca liền nảy ra cách giải vây cho Đình Đình. Tại căn cứ bí mật, Hàn Soái đợi mãi không thấy Đình Đình đến xem phim. Đến trường cậu bắt gặp Đình Đình vui vẻ bên Nhất Ca, lại gặp họ ở tiệm tạp hóa nhà Vệ Tinh. Hàn Soái quyết định hỏi Đình Đình tại sao hôm qua không đến, Nhất Ca nhanh nhảu khoe cô ấy đến nhà mình có chút việc. Nghe Hàn Soái trách Đình Đình chỉ biết chơi bời, Nhất Ca thanh minh cô ấy đang tích cực chuẩn bị cho cuộc thi khảo sát nghệ thuật sắp tới. Đình Đình tức giận khẳng định từ nay Nhất Ca sẽ xem phim cùng mình, không phiền đến người học giỏi. Hàn Soái phiền não đến tìm địa cầu tâm sự nhưng cậu bạn còn mải buôn chuyện điện thoại với Vệ Tinh. Địa cầu lo lắng vì Vệ Tinh khoe có bạn ở Bắc Kinh, sợ người đó là chàng trai biết nhảy. Nghe Hàn Soái khoe Đình Đình giờ không cần mình nữa, địa cầu khẳng định bạn mình đang ghen thế nhưng Hàn Soái một mực phủ nhận. Thi xong Hàn Soái mới nghe tin Đình Đình đã về trước thu dọn đồ đạc lên thành phố thi khảo sát. Cậu vội mượn xe đạp của Văn Khả đuổi theo Đình Đình nhưng không kịp. Địa cầu đang học bài thì Vệ Tinh trở về còn trách cậu tại sao thi kém như thế, địa cầu tỉnh dậy thì ra chỉ là giấc mơ. Cô Trần tuyên dương Văn Văn đã lấy lại phong độ đạt hạng 2 sau Văn Khả. Bất ngờ nhất là Hàn Soái đã nhảy lên top 30 chỉ trong thời gian ngắn. Hàn Soái rủ địa cầu đi chơi bóng, địa cầu ngỏ ý mời các bạn chơi cùng nhưng bị Lý Kim mỉa mai. Cậu ta cho rằng địa cầu không xứng đáng ngồi học ở lớp mình, họ về A4 rủ nhóm Nhất Ca và Minh Vĩ. Tuy nhiên ai cũng phớt lờ vì cho rằng họ bỏ lớp mà đi. Dù bài tập chất như núi, địa cầu cũng không quên gọi điện thoại cho Vệ Tinh vào 9 giờ tối. Đúng lúc cô xuất hiện trên TV cùng bạn diễn nam, địa cầu ghen tức liền chạy lên làm bài tập. Đình Đình trở về đã gặp Hàn Soái cô phớt lờ khiến cậu ấy càng bực tức. Áp lực bài vở cùng cảnh tượng Vệ Tinh nhảy với bạn nam khác khiến địa cầu quyết định xin cô Trần cho chuyển về lớp A4. Văn Khả đến sân bóng tìm Văn Văn nhưng chỉ dám ngồi từ xa, cậu để lại một món quà rồi rời đi. Về nhà địa cầu gọt hoa quả mời mẹ cậu xin mẹ cho về lớp A4. Nhưng bà liền phát hỏa vì chót khoe với cả xóm con học lớp chuyên. Nghe tin địa cầu muốn chuyển về đội, Nhất Ca vui mừng, chỉ Hàn Soái là không hiểu. Địa cầu thừa nhận môi trường ở lớp A1 thực sự không phù hợp với mình. Sự chênh lệch với các bạn chỉ khiến cậu áp lực rồi dần kém đi. Nhất Ca và Minh Vĩ đến rủ đội địa cầu đi chơi bóng. Họ xin lỗi vì nghĩ rằng địa cầu và Hàn Soái sang lớp 1 sẽ khinh thường lớp mình. Cô Trần tới nói chuyện với bố mẹ địa cầu, cô đưa thành tích của địa cầu khi ở lớp A4. Và từ lúc bắt đầu chuyển sang A1 liền có chút thụt lùi dù không lớn. Cô Trần cho rằng đôi khi áp lực lớn quá cũng không tốt. A4 là môi trường quen thuộc nên sẽ có lợi cho việc học tập của địa cầu. Hơn nữa gần đây cậu ấy rất tự giác trong học tập nên phụ huynh phải tin tưởng vào con trẻ. Bà Huệ cầm vào phòng báo với con sẽ cho địa cầu về lớp A4. Bà xin lỗi vì đã ích kỷ mà không tôn trọng ý kiến của con trai. Thấy địa cầu tự nguyện về lớp A4, Lý Kim áy náy đứng lên xin lỗi vì từng không thoải mái nhưng nghĩ lại thì địa cầu không làm gì sai. Địa cầu không trách Lý Kim, cậu nói vừa qua học ở lớp 1 mới hiểu các bạn ở đây bị bủa vây bởi điểm số và xếp hạng, khiến bản thân ngột ngạt dẫn đến cảm xúc tiêu cực với người khác. Vẫn là môi trường lớp A4 phù hợp với một địa cầu năng động vui vẻ. Gặp Văn Văn ở hành lang, Văn Khả nhắc cô nhớ hẹn đi xem concert cùng mọi người. Văn Văn cho rằng từ khi không chơi cùng với nhóm Văn Khả, thành tích của cô đã tăng lên, cô trả lại vé xem nhạc cho Văn Khả. Trên đường đi học, địa cầu gọi điện cho Vệ Tinh để nhắc về lịch xem concert ngày mai. Nghe bạn nhảy nam của cô gọi, anh thất vọng liền gác máy. Bên này Hàn Soái về lớp A4 bàn với Đình Đình về concert ngày mai, nhưng cô phớt lờ còn thân thiết với Nhất Ca khiến anh tức nghẹn lời. Văn Khả gọi Văn Văn nhưng cô vẫn lạnh lùng, cậu nói sẽ đợi cô tại buổi concert ngày mai.
Nhìn hai cậu bạn buồn bã vì con gái, địa cầu phàn nàn họ thật mất mặt khi ngày nào cũng than thở vì con gái. Cậu khẳng định nếu mình có rơi vào hoàn cảnh như Hàn Soái hay Văn Khả thì cũng chỉ có hai chữ thoải mái. Vừa dứt lời, nghe chú vệ khoe vệ tinh gọi điện về địa cầu đã phi như tên lửa đến nghe. Cậu hỏi cô có về kịp buổi concert ngày mai không. Vệ tinh cho biết mình sẽ cố gắng về nhưng mai thi xong còn bữa liên hoan. Lại nghe tiếng bạn nhảy nam gọi, vệ tinh địa cầu bắt đầu rơi vào trầm tư. Đêm nay địa cầu vì vệ tinh Hàn Soái, vì Đình Đình, Văn Khả vì Văn Văn mà nếm trải cảm giác muộn phiền. Trong giờ học văn, Đình Đình lén chuẩn bị đè nhấp nháy cho buổi xem nhạc, không may làm rơi xuống đất. Nhất Ca và địa cầu đứng dậy thu hút sự chú ý của thầy Dương cứu Đình Đình một phen. Tan học, Văn Khả đuổi theo nhét vé xem concert vào cặp Văn Văn nhìn. Thấy mẹ cô vội đẩy tay cậu ra, vô tình làm rơi cuốn sổ. Chuẩn bị đi xem nhạc, Đình Đình nhờ anh họ tư vấn trang phục, cô quyết định mặc váy cho nữ tính bất chấp thời tiết. Mua cho Đình Đình chiếc tai thỏ, Hàn Soái xin cô chơi trò tạm dừng cãi nhau. Nhìn cuốn sổ của Văn Văn, Văn Khả quyết định đi tìm cô. Trong lúc đó, Văn Văn áp lực cọ đỏ tay mẹ cô vào mắng con gái cả tối không làm xong một đề. Nghe tiếng Văn Khả, cô chạy ra ban công, cậu nói có cách để xin cho Văn Văn đi xem nhạc. Thì ra anh nhờ cô bạn giỏi nhất lớp A2 đến tìm Văn Văn đi học nhóm, mẹ Văn Văn vui vẻ đồng ý cho con gái ra ngoài. Văn Khả liền kéo Văn Văn chạy đi cho kịp giờ. Đến lượt địa cầu chạy đi gọi điện thoại cho vệ tinh nhưng gọi mãi vẫn không liên lạc được với cô ấy. Thầy Dương và cô Trần đi xem concert lại gặp học trò đành lén la lén lút. Văn Khả đưa Văn Văn vào trước còn địa cầu vẫn cố đợi nữ thần của mình. Cô nhân viên soát vé nhắc địa cầu vào trong vì sẽ không soát vé nữa. Đúng lúc anh thất vọng nhất thì vệ tinh chạy đến khiến cậu ấy chỉ biết cười ngây ngốc. Sáu bạn trẻ nắm tay nhau du dương theo âm nhạc của Từ Dị Đằng. Đằng sau, thầy Dương và cô Trần cũng lén lút đi xem concert. Muốn dành không gian riêng tư cho địa cầu, đưa vệ tinh về, Hàn Soái kéo Đình Đình đi trước. Vệ tinh khoe mình thi không tệ, địa cầu thắc mắc bạn nam nhảy cùng vệ tinh thi có tốt không. Nghe cô nói không tệ, cậu thở dài vì cho rằng họ sẽ cùng đỗ vào Học viện Nghệ thuật Bắc Kinh. Đình Đình hỏi Hàn Soái kéo mình ra đây làm gì. Anh cho biết phải tạo điều kiện cho địa cầu ở riêng với vệ tinh. Đình Đình tức giận vì Hàn Soái chỉ biết chu đáo với chuyện của người khác. Thấy Hàn Soái vẫn chưa hiểu tại sao cô giận dỗi, Đình Đình nói thẳng trong lòng cậu, thứ nhất là học tập, thứ hai là tương lai vốn không có vị trí dành cho mình, cậu chỉ biết vô tư hưởng thụ tình cảm của mình dành cho cậu. Trên đường về, Văn Khả cùng nghe bản nhạc của Từ Dị Đằng mà Văn Văn yêu thích nhất. Cậu tặng cô chiếc máy nghe nhạc để giảm áp lực học tập. Văn Văn lặng lẽ vào phòng nhưng mẹ cô đã đợi sẵn trong phòng. Bà quát mắng con gái xé ảnh rồi đập luôn chiếc máy nghe nhạc của Văn Văn. Vệ tinh nhớ ra bức tranh hoa hướng dương trên tường nhà mình. Thì ra địa cầu đã mua thêm màu để hoàn thiện bức tranh trước khi cô về. Vệ tinh gọi điện thoại xin lỗi địa cầu vì đã không giữ lời hứa gọi điện thoại mỗi ngày khi tới Bắc Kinh. Cô muốn sửa chữa lỗi lầm, làm quen lại người bạn qua điện thoại địa cầu. Đến lớp, cô Trần báo với Văn Khả rằng mẹ Văn Văn đến xin nghỉ dài hạn cho con gái tham gia lớp tập huấn thi đại học. Thấy Văn Khả lo lắng, cô Trần nói sẽ dẫn họ đến nhà nói chuyện với phụ huynh Văn Văn. Đúng lúc mẹ Văn Văn đang đi tìm con gái, bà đổ lỗi cho Văn Khả đã làm hư con mình. Bà kể Văn Văn chỉ lại một tờ giấy trên bàn báo sẽ bỏ nhà ra đi. Họ thử vào blog của Văn Văn tìm hiểu nhưng không đoán ra mật khẩu. Nhìn quả trứng trên bàn, Văn Khả nhớ cô ấy từng nói nhờ nó mới biết đến khảo cổ. Cậu hỏi thời gian thầy tưởng tặng món đồ này cho con gái. Mẹ Văn Văn nhớ hôm đó chính là Tết Trung Thu, quả đúng mật khẩu của Văn Văn. Cô ấy chia sẻ dòng cuối cùng là muốn vào chuyện cổ tích. Vệ tinh nhận ra bức ảnh là cây cầu mà họ từng đến. Đến nơi, mẹ Văn Văn chỉ biết trách mắng con gái, những áp lực bà đè lên vai mình khiến Văn Văn sợ về nhà, sợ gần mẹ. Mọi người kéo Văn Văn lại nhưng cô vẫn chưa muốn nhìn thấy mẹ. Cô Trần nhờ bác sĩ tâm lý cho Văn Văn làm bài kiểm tra. Kết quả cho thấy Văn Văn do áp lực quá lớn mà luôn lặp lại động tác xoa tay. Bố Văn Văn cho rằng con gái vốn học giỏi lại tốt tính nhưng vợ suốt ngày bắt nó ở trong nhà học, không cho kết bạn giao lưu. Cô Trần khuyên phụ huynh để Văn Văn tạm thời tránh xa mọi áp lực. Trò chuyện với thầy Dương, cô Trần tự trách là một trong những hung thủ tạo căng thẳng cho học sinh. Nhóm bạn mang rất nhiều sách khảo cổ đến cho Văn Văn nhưng cô ấy vẫn chẳng thể nở nụ cười như xưa. Trở lại lớp học, thầy Dương thông báo bắt đầu điền nguyện vọng thi đại học. Minh Vĩ nói sẽ đi nhập ngũ trở thành quân nhân giống những người đã cứu mình trong trận động đất. Bên lớp A1, Văn Khả chọn chuyên ngành văn học, Hàn Soái chọn đại học tài chính. Họ cùng tổng hợp danh sách chuyên ngành khảo cổ học cho Văn Văn. Về nhà, địa cầu nói vẫn chưa chọn xong chuyên ngành thi. Vệ tinh sang hỏi Đình Đình có biết địa cầu muốn thi trường nào. Đình Đình cho biết anh họ gần đây giấu giếm gì đó. Muộn phiền vì chuyện Đình Đình, Hàn Soái hỏi mẹ tại sao bố mẹ cãi nhau bao năm mà vẫn không tan. Bà nói chính vì con nhưng bố cậu phản đối, ông cho rằng khi hai người còn tình cảm thì sẽ không rời xa nhau được. Thầy Dương mắng địa cầu cố chấp lên Bắc Kinh mà chọn trường kém. Thầy khuyên địa cầu suy nghĩ bản thân muốn làm gì để chọn đúng chuyên ngành yêu thích. Gặp nhau tại văn phòng trường, Hàn Soái nghe thấy Đình Đình và Nhất Ca điền nguyện vọng giống nhau. Dù lực học còn hơi hoang mang, họ hứa sẽ cùng nhau cố gắng. Hàn Soái thất thần về lớp hỏi vệ tinh Đình Đình đăng ký nguyện vọng gì. Vệ tinh cho biết cô ấy chọn một trường cách kinh tế trung ương của Hàn Soái rất xa. Trên đường về, địa cầu nói sẽ giúp Hàn Soái kéo em họ mình lại. Cậu đấm vào bụng Hàn Soái rồi khoe Đình Đình cậu ấy bị đau bụng. Địa cầu nói đi mua thuốc nhưng thực tế chạy đến tìm vệ tinh. Cô nói đã đến tìm thầy Dương hỏi về nguyện vọng thi của địa cầu. Cậu tâm sự chỉ muốn thực hiện ước hẹn cùng đi Bắc Kinh với cô. Vệ tinh cho rằng so với tương lai của địa cầu thì ước hẹn đó không quan trọng. Địa cầu chất vấn dù họ không thể ở bên nhau nữa cũng không sao thật chứ. Vệ tinh cho rằng sau này mỗi người sẽ có cuộc sống riêng, không thể mãi ở bên nhau. Bên này Đình Đình đợi mãi không thấy địa cầu mua thuốc về.
Cô định gọi Nhất Ca đến giúp nhưng Hàn Soái kêu không cần, cậu kéo tay cô lại nhưng không dám thổ lộ. Đình Đình nói cậu là đồ nhát gan rồi bỏ đi. Gặp chị gái Văn Văn ở dưới nhà Văn Khả nhờ cô đưa danh sách trường đại học cho Văn Văn. Mỗi người trong nhóm đều gửi lời nhắn truyền động lực và đợi Văn Văn trở về. Sáng sớm Tinh Tinh rủ em gái lên núi ngắm cảnh hồi nhỏ họ từng giấu một chiếc hộp ở dưới đất. Tinh Tinh xin lỗi vì đã trốn tránh gia đình mà không bảo vệ em gái. Cô đã trơ mắt nhìn em trải qua nỗi đau mà mình từng chịu đựng. Văn Văn thổ lộ mẹ luôn ép cô học, bố thì coi như con gái không sao. Mọi người thực sự không nhìn ra cô không ổn chút nào, học hành khiến cô đau khổ đến trong giấc mơ cũng không tha. Không ai trong gia đình thực sự quan tâm đến cảm xúc của cô. Mẹ Văn Văn từ xa đã nghe thấy hết những suy nghĩ của con gái. Bà nhận được điện thoại của mẹ trách không biết dạy con, thì ra chính bà cũng là nạn nhân của sự quản thúc của mẹ. Bà đau khổ vì mình đã trở thành phiên bản thứ hai của mẹ khiến con gái sợ hãi. Trong bữa cơm Tinh Tinh thừa nhận mình luôn nói dối. Cô vốn không tham gia hội sinh viên, thậm chí còn chơi bời vì không thích chuyên ngành học. Ước mơ của cô và em gái vốn là khảo cổ, cô quyết định sẽ chuyển chuyên ngành. Bố Văn Văn xin lỗi hai con vì đã bỏ qua cảm nhận của con trẻ, xin hai con cho bố mẹ cơ hội bù đắp. Ở trường Hàn Soái nghe lén Nhất Ca rủ Minh Vĩ tạo bất ngờ cho Đình Đình vào tối nay. Gặp Đình Đình, Vệ Tinh vội kêu cùng về trường giúp bạn ôn bài. Đình Đình dặn Vệ Tinh không cần lúc nào cũng vì mọi người như vậy. Vệ Tinh tâm sự mình không hoàn hảo như Đình Đình nói, như trong chuyện tình cảm cô chưa dám thử đã thất bại. Đình Đình kêu Vệ Tinh đôi khi chỉ cần bước một bước thì sẽ có người đi hết 99 bước còn lại vì cậu sợ. Nhất Ca tỏ tình với Đình Đình, Hàn Soái chạy đến sân bóng kéo cô lại. Sự vội vã đã truyền động lực cho Hàn Soái dũng cảm tỏ tình với Đình Đình. Nhìn cô muốn hôn mình, Hàn Soái nhắc không được yêu sớm, đợi khi cùng đỗ đại học rồi tính. Đình Đình kể Nhất Ca chỉ tổ chức tiệc chúc mừng cô qua đợt khảo sát nghệ thuật. Bên này Địa Cầu lén chờ Vệ Tinh đi học về gặp Hàn Soái, cậu tâm sự Vệ Tinh muốn sau khi thi đại học thì đường ai nấy đi. Họ đã cùng nhau ném răng lên mái nhà chơi trò gia đình, hứa bên nhau mãi mãi. Cậu sợ tất cả đều chỉ có mình cam tâm tình nguyện. Hàn Soái kéo Địa Cầu lẻn vào phòng Đình Đình tìm cuốn tiểu thuyết của Vệ Tinh. Cô viết hôm đó cùng cậu xem thiên nga trong ánh bình minh, tôi cảm nhận làn gió xuân ấm áp từ cậu. Trong bóng tối cậu luôn chiếu sáng cho mình, mỗi khoảnh khắc bên cậu mình đều mong đó là vĩnh hằng. Và lúc cậu buồn nhất mình mong có thể chia sẻ với cậu cảm xúc này là những bí mật mà mình không thể nói. Nếu ông trời để mình gặp cậu nguyện không yêu vạn vật chỉ yêu cậu. Mặt trăng là vệ tinh duy nhất quanh trái đất nhưng sách nói chúng đang dần xa nhau. Nhưng Địa Cầu yên tâm mình vĩnh viễn sẽ xoay quanh cậu. Nhìn Địa Cầu cầm quyển tiểu thuyết của mình, Vệ Tinh vội chạy trốn, Địa Cầu đuổi theo cô đến bên hồ. Cậu cho biết mình đã đọc tiểu thuyết cũng đã sửa nguyện vọng thi đại học. Cậu muốn cùng Vệ Tinh đến Bắc Kinh đi hết những con phố, ăn hết đồ ngon ở đó. Nếu mặt trăng là vệ tinh duy nhất xoay quanh trái đất thì Địa Cầu nhất định không thể rời xa Vệ Tinh. Mình muốn mãi mãi bên cậu, họ nắm tay nhau về nhà. Vệ Tinh dặn Địa Cầu nhất định phải điền nguyện vọng vào chuyên ngành mình yêu thích. Còn chuyện tình cảm đợi sau khi đỗ đại học sẽ công khai với mọi người. Đang lưu luyến không nỡ xa nhau thì ba phụ huynh bắt quả tang họ vừa như không thấy, như lòng vui khô xiết. Tại văn phòng trường, cô Trần nhận được điện thoại báo Văn Văn sẽ quay trở lại lớp học. Cô xúc động như chút bỏ được sự áy náy trong lòng. Vào tiết học cuối cùng, thầy Dương đã chuẩn bị một video lược lại những năm tháng cấp 3 của học trò. Những giây phút thanh xuân của tụi nhỏ khiến thầy giáo không kìm được nước mắt. Bên lớp A, một cô Trần kêu học sinh dừng bút, cô thổ lộ rất tự hào khi được chủ nhiệm lớp mình. Sau một năm vất vả, giờ phút này cô muốn học trò nằm xuống bàn thư giãn. Các bạn dọn sách vở tạm biệt và chúc nhau may mắn trong kỳ thi tới. Lý Kim nhờ Địa Cầu để lại cho mình một chữ ký trên áo vì đã để lại ấn tượng sâu sắc. Họ cùng chào tạm biệt trung học Tinh Hà, chào những năm tháng cấp 3 nồng nhiệt. Để tẩm bổ cho đám trẻ, mẹ chúng đã nấu một nồi ốc heo tẩm bổ. Nhưng đám trẻ nhìn thôi đã thấy sợ rồi đùn đẩy nhau ăn. Sợ mẹ Địa Cầu buồn nên chỉ đành nhắm mắt hớp một ngụm. Rất nhanh mai đã là ngày thi đại học, thời khắc quyết định tương lai của mỗi người. Hàn Soái nhắc nhở Đình Đình ôn tập cho tốt mà làm bài đạt điểm cao. Nhìn Hàn Soái chảy máu mũi, Địa Cầu nhắc cậu bạn phải chịu khó tập luyện. Lời nói vừa dứt thì mũi của cậu cũng đã đổ máu cam rồi. Văn Khả đọc một bài thơ để cổ vũ đám bạn, mai hãy chiến đấu hết mình. Các thầy cô cũng có mặt để cổ vũ cho đám học sinh của mình. Kết thúc kỳ thi lớp A1 và A4 tổ chức họp mặt, Địa Cầu kính thầy Dương một ly, cậu cảm ơn thầy không từ bỏ đám học trò phiền phức. Dù cho có đôi lúc họ đi lệch hướng nhưng thầy không trách mắng mà giúp đỡ hết mình. Hàn Soái cảm ơn thầy đã cho mình tìm ra được con đường mà cậu nên đi. Nhất Ca dặn thầy nhớ năm sau cậu học lại lớp 12 thầy nhớ cứu mang em tiếp nhé. Lớp A1 cũng chuẩn bị cho cô Trần một món quà chúc cô giáo mãi xinh đẹp vui vẻ. Thầy Dương dành hết tấm lòng của mình chúc đám học sinh cố gắng làm bài thật tốt. Dù kết quả có như nào nhưng chỉ cần họ cố gắng là đã thành công rồi. Địa Cầu chịu trách nhiệm quay lại ước mơ của từng bạn học. Hàn Soái quyết lấy lại công ty của bố Văn Khả, hy vọng viết ra một tác phẩm có thể giúp đỡ ai đó. Nhất Ca muốn đi lên sao Hỏa, Minh Vĩ sẽ tổng quân, Đình Đình nhất định trở thành đạo diễn. Văn Văn muốn làm khảo cổ học, Vệ Tinh muốn đứng trên sân khấu nhảy, Địa Cầu liền nói mình đi cùng cậu. Đến lượt mình, Địa Cầu muốn làm phóng viên bảo vệ sự thật. Hai cô thầy lúc này cũng đang dìu nhau về, thầy Dương móc chiếc nhẫn từ trong túi ra. Cô Trần hiểu ý chìa tay ra cho thầy Dương đeo nhẫn cho mình. Bên này nhóm bạn quyết định sẽ ra biển cắm trại một hôm. Đình Đình và Hàn Soái chịu trách nhiệm phần cắm trại cho mọi người. Thì ra cậu từng cá với Đình Đình nếu ai tiết lộ bí mật tiểu thuyết của Vệ Tinh trước thì sẽ phải làm người hầu trong một ngày. Sau đó họ cùng nhau đi ra biển mua hải sản tươi sống. Văn Văn nói với các bạn sau này dù có gặp chuyện gì khó khăn họ cũng phải nói với nhau. Vệ Tinh bảo Địa Cầu ngồi một bên nhìn mình nướng hải sản đây này.
Hàn Soái đấu đá với Đình Đình nói rằng mình chỉ nhịn hôm nay thôi nhé. Đình Đình muốn hai người xác nhận mối quan hệ yêu đương, nhưng Hàn Soái vẫn chưa sẵn sàng nên ngại ngùng mà chạy đi. Địa cầu thấy vệ tinh nướng đồ ăn thì có chút nóng mắt, thì ra là không có ai hoàn hảo cả. Hai chàng trai thay phiên nhau nướng đồ để cô gái nghỉ ngơi. Hàn Soái trổ tài đánh guitar cho các bạn cùng thưởng thức. Văn Văn vô thức nói rằng con trai mà biết chơi nhạc thực sự rất quyến rũ. Văn Khả nghe vậy thì tự nhủ với lòng mình rằng cậu sẽ học đàn để đánh cho cô nghe. Vệ tinh kéo tay địa cầu ra chỗ khác để Văn Khả trổ tài với Văn Văn. Hai cậu bạn bên này cũng đang đi dạo trên bờ biển với tiếng sóng vỗ rì rào. Văn Văn nhặt một chú ốc biển lên áp sát vào tai Văn Khả cho cậu nghe rõ hơn âm thanh của biển cả. Địa cầu cùng vệ tinh cùng nhau ngắm bầu trời rộng bao la. Cậu ước rằng vệ tinh sẽ trở thành bầu trời của riêng mình. Cậu thú nhận với bạn gái rằng trong khoảng thời gian cô không ở đây cậu đã rất lo lắng. Cậu sợ rằng bản thân mình không đủ tốt để níu giữ được tình cảm của cô. Nhìn bạn nam nhảy cùng cô, cậu cũng vô cùng là tức giận. Vệ tinh hiểu ý mời bạn địa cầu cùng nhảy với mình một giai điệu. Đình Đình sau một ngày chơi đùa mệt mỏi thì tựa vào vai bạn trai ngủ. Vậy là chuyến đi của thanh xuân đã dừng lại, họ cùng nhau trở về nhà và nhận được kết quả thi đại học. Vệ tinh nhận được giấy báo đã trúng tuyển vào Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh. Hàn Soái cũng đã đỗ cậu vào trường tài chính trung ương. Nhờ có con trai mà tình cảm của bố mẹ cậu cũng tốt hơn rất nhiều, họ còn có ý định tái hôn. Gia đình Văn Văn cũng ăn mừng con gái đỗ đại học, sau bao nhiêu áp lực thì cô đã không làm bố mẹ thất vọng. Văn Khả với học lực đỉnh cao của mình thi vào đại học cũng chẳng phải chuyện gì quá bất ngờ. Địa cầu báo với bố mẹ rằng mình đã đỗ đại học. Mẹ cậu rơm rớm nước mắt vì không nghĩ rằng con mình có thể đỗ được đại học. Văn Văn phải rời khỏi thành phố lên nhập học sớm nhất. Cô nhớ buổi tối trên bờ biển đã tặng Văn Khả máy nghe nhạc và dặn anh. Sau mới được mở ra đó chính là tiếng sóng biển. Văn Khả nhớ đã âm thầm nói vào ốc biển rằng Văn Văn mình thích cậu. Ngày nhập học của bốn cô cậu còn lại cũng đã tới. Họ lên đường đi học mang theo giấc mơ của mình và cả giấc mơ của cha mẹ chúng. Bố mẹ vẫn ở đây đợi các con về dù chúng có đi bao lâu. Sau bao nhiêu cố gắng vật vã, thời gian qua họ đã gặt hái cho mình những thành công riêng. Kể từ ngày hôm ấy, khoảng thời gian trung học phổ thông cũng chỉ là những thước phim vô hình mà đậm sâu. Mong rằng dù cuộc đời này có vùi dập mỗi chúng ta như thế nào, các cậu cũng sẽ tiến về phía trước mà không bỏ cuộc trước khó khăn. Vì cuộc đời là thế, nó sẽ cho chúng ta thực hành trước, sau đó mới cho mình bài học. Tớ mong rằng các cậu sẽ trưởng thành trên con đường mình đã chọn. Khi nào mệt quá thì hãy quay đầu nhìn lại, vì ai cũng sẽ có một gia đình làm động lực cho mình cố gắng. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.